Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Casino của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Về đến Sài Gòn, Xuyến đón taxi đến khách sạn đệ nhất trên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình. Nàng có thể ở hotel sang trọng hơn bởi chị Năm trả tới 100 đô một ngày. Nhưng nàng chọn khách sạn này vì muốn tiết kiệm tiền để dùng vào việc khác. Và nhất là vì gần nhà bà dì ở ngã tư Bài Hiền. Nàng mua ngay điện thoại di động mới và liên lạc với người đàn ông tên Hiếu như chị Năm đã chỉ thị. Nàng hỏi Hiếu. Anh có cần gặp tôi bữa nay không? Không ạ. Chị về bên này 10 ngày phải không? Khoảng một tuần nữa tôi mới cần gặp chị. Từ đây đến đó chị khỏi gọi tôi. Chị cứ vô tư đi chợ Tết. Qua Tết tôi sẽ kêu cho chị. Chúc chị năm mới làm ăn phát tài, mọi sự may mắn. Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng nghe giọng nói qua điện thoại, Xuyến cũng hình dung ngay Hiếu không phải là loại đàn ông du đãng hay băng đảng. Có thể Hiếu cũng chỉ vì cần tiền phải lao vào dịch vụ ngặt nghèo này, giống như trường hợp của Xuyến. Các cụ bảo đói ăn vụng, túng làm liều là thế đấy. Xuyến chúc lại Hiếu vài câu thủ tục, cho Hiếu số phone, số phòng cùng địa chỉ khách sạn. Nàng thở phào tạm quên công tác nguy hiểm sắp tới để đón taxi chạy lại chuẩn bị ăn Tết với gia đình bà dì. Đã gần 2 năm dì cháu không gặp nhau kể từ khi Xuyến báo tin ly dị. Hôm nay về tái ngộ, bao nhiêu chuyện hàn huyên chưa kịp bắt đầu, thì không ngờ bà dì thống thiết thở than về tật cờ bạc của ông chồng. Làm Xuyến muốn quên thực tại cũng không quên nổi. Cái thực tại đau đớn ấy là sở dĩ Xuyến phải lao vào chuyện vận chuyển bạch phiến chỉ vì máu đỏ đen mà ra. Những lời trách móc của dì Châu đối với chồng, Xuyến có cảm tưởng như những lời mắng chửi dì Châu đang nhắm thẳng vào Xuyến, làm Xuyến vô cùng bứt rứt. Lúc ở bên Úc, Xuyến chỉ nghĩ tới con gái. Nếu một ngày gần đây xem được bản tin trên TV cùng với hình ảnh của Xuyến bị còng tay khi cảnh sát bắt quả tang trong hành lý có hàng quốc cấm, lúc ấy con gái của nàng sẽ nghĩ sao? Gặp bạn bè trong lớp, nó sẽ phải đối phó thế nào? Đời nó sẽ đau khổ đến chừng nào? Bây giờ về đây lại có thêm gia đình bà dì cùng bao nhiêu bạn bè, người thân vốn đánh giá nàng rất cao vì nàng là Việt Kiều từ Úc về thăm họ. Vài hôm nữa nếu nàng bị bắt ở phi trường thì gia đình bà dì sẽ xấu hổ biết chừng nào với hàng xóm và khách hàng thường xuyên đến tiệm ăn Hưng Thịnh. Bất giác, Xuyến thở dài, lòng buồn vời vợi. Không còn muốn ngồi đây nói chuyện với bà dì nữa. Nàng bảo. Dì ơi, dì thì đang đông khách mà con thì cũng vừa mới về, chưa đi đâu hết. Thôi bây giờ con xin phép dì, con chạy xuống chợ Sài Gòn cho biết phố xá ngày Tết. Chiều con quay lại nhé. Bà Châu không phản đối nhưng bà hỏi. Thế cháu đi bằng gì? Thôi để dì gọi di động cho cái Hiên, bảo nó đưa cháu đi. Nó coi cửa hàng cũng từ sáng tới giờ rồi, nó cũng đòi ra thăm tí chợ hoa ấy mà. Đã cứ bảo chứ ngày Tết mà không có cành mai cành đào trong nhà thì không ra Tết. Xuyến cũng đang định hỏi thăm Hiên. Mỗi lần về đây Hiên thường chở Xuyến rong chơi và chị em nằm ngủ với nhau trò chuyện cả đêm không dứt. Nhưng hôm nay thì Xuyến đang bận lắm cho nên không còn hứng thú cùng Hiên đi phố nữa. Xuyến chỉ muốn về ngay khách sạn nằm ngâm trong bồn tắm một mình cho đầu óc đỡ căng thẳng. Nàng ngắt lời bà dì. Thôi dì ơi, gọi nó làm gì? Để chiều rồi con quay lại nhé. Bà Châu hai ba lần níu kéo nhưng Xuyến cứ dứt khoát bước ra cửa, thả bộ ra ngã ba đường đứng chờ taxi. Dòng xe cộ nườm nượp qua lại đến chóng mặt, cuốn theo từng lớp bụi đường bốc lên mờ mờ dưới ánh nắng. Những người bộ hành chen chúc nối đuôi nhau tưởng chừng không bao giờ dứt. Ở Úc giờ này đang là mùa hè, về đây là cuối đông sang xuân, thế mà nhiệt độ vẫn tương đương nhau, không có cái xe lạnh của ngày Tết trên đất Bắc. Xuyến chờ khoảng 10 phút, chưa thấy chiếc taxi nào thì bỗng Hiên từ hướng Sài Gòn phóng không đa về, chạy ngang qua mặt Xuyến. Thoáng nom thấy Xuyến, Hiên thắng gấp rồi chở đầu lao lại chỗ Xuyến đứng và kêu lên. Ô, chị Xuyến, chị về bao giờ thế? Sao không báo cho em biết trước? Đứng chờ ai đây vậy? Lên xe em trở về, lên đi. Xuyến tháo mắt kiếng gượng cười. Tao vừa ở nhà mày ra xong đây này. Thôi, đèo tao về khách sạn đi. Thời tiết thay đổi tao nhức đầu quá. Tao cần nghỉ ngơi một tí. Hiên ngồi trên xe, thòng một chân chống đất, tháo kiếng mát và dục. Đi đâu cũng được, cứ leo lên. Nhức đầu thì uống thuốc chứ việc gì phải nằm nghỉ.
Trời ơi, có chị về ăn Tết là vui rồi. Năm ngoái chị không về, cả nhà nhắc mãi. Chuyến này phải ở lại ít nhất là 3 tháng chị nha. Xuyến miễn cưỡng leo lên băng sau, Hiên cho xe phóng đi và vui vẻ kể. May quá chị về đúng lúc. Tối mai là buổi họp mặt tất niên của lớp mình. Năm nay chắc đông lắm á, ít nhất cũng phải 20 cặp luôn. Tụi em tổ chức liên hoan ở nhà con Phượng á. Vợ chồng nó bây giờ khá lắm. Trời ơi, nó là kinh doanh nhà đất, tiền đốt không hết, đại gia đó chị ơi. Chỉ có nhà nó mới chứa nổi tụi mình thôi. Thôi để lát nữa nha, em báo tin chị về cho tụi nó mừng. Em sẽ nói với con Phượng là trải thảm đỏ đón chị vì chị là khách duy nhất từ nước ngoài về cơ. Xuyến cay đắng nói. Thôi mẹ ơi, đón tao thì trải chiêu rách được rồi. Việc gì phải trải thảm đỏ. Nhưng mà chắc tao không đến dự đâu, tao ngại lắm. Điều này thì Xuyến nói rất thật tình. Trước hết là chuyến này về, lòng Xuyến đâu có thanh thản để vui chơi. Huống chi gần đây, những món nợ chồng chất vì thua bạc, kèm theo những ân hận dằn vặt, làm Xuyến ăn ngủ thất thường, không thể không ảnh hưởng đến nhan sắc, khiến nàng chẳng còn tự tin để tái ngộ bạn bè cũ. Xuyến chỉ muốn thời gian qua mau. Nàng mang hàng về Úc chót lọt, nhận xong tiền thù lao rồi trừ hẳn. Từ nay không bao giờ lao vào cái business liều mạng này nữa. Nhưng Hiên đâu có thấu hiểu những uẩn khúc trong lòng Xuyến, nên Hiên quay đầu lại cãi. Chị ăn nói tức cười quá. Thà chị đừng về thì chả nói làm gì. Chị đã về tới đây rồi mà không đến bạn bè cùng lớp, người ta sẽ nói chị sao biết không? Nói là chị chảnh, ỷ Việt Kiều chê bạn nghèo hả? Xuyến thở dài thườn thượt. Xuyến vốn biết cái mặc cảm của người quê nhà, nhưng họ đâu có biết rằng Xuyến còn nghèo hơn cả họ. Nghèo đến độ phải liều mạng để kiếm tiền, dù chẳng đáng bao nhiêu. Nàng bảo Hiên. Thôi được rồi, mày muốn tao đến thì tao đến vậy. Nhưng mà đừng có báo trước cho đứa nào biết hết nha. Tối mai, mày cứ tới chở tao tới. Như thế hay hơn. Nói thật với mày, cho chuyến này về tao cũng chẳng muốn gặp ai, kể cả mày. Thành ra tao không có mang quần áo. Hay là lát nữa mày chở tao đi shopping. Chứ không thì ngày mai tao ở chuồng tao tới à. Nhưng mà dứt khoát nha, đừng có cho đứa nào biết hết nha. Hiên hài lòng gật đầu. Em nhất trí với chị. Chị nói có lý, cứ để chúng nó ngạc nhiên nhé. Im lặng một chút, Xuyến hỏi. Nhưng mà tao có phải mang quà cáp gì lại không? Ai bỏ tiền ra tổ chức liên hoan vậy? Mấy chục cặp thì đâu có ít đâu, tốn lắm chứ. Mày có phải đóng góp cái gì không thì mày cho tao góp chung. Mặt mũi tao như thế này mà đến tay không thì kỳ quá. Hiên phân trần. Em đã bảo với chị là vợ chồng con Phượng bây giờ nó giàu kinh khủng lắm. Nó chẳng cho ai đóng góp gì hết á. Nó bảo đứa nào mà mang quà lại đó là nó đuổi về. Mà riêng trường hợp của chị thì lại càng không phải quà cáp gì hết. Chị đến là nó mừng rồi. Chúng nó cứ hỏi thăm về chị hoài à. Con Phượng nó nói là ngày xưa là chị đẹp nhất lớp, chả biết bây giờ còn đẹp không. Em bảo bây giờ bà vừa già vừa xấu. Xuyến buồn rầu nói. Thì mày trả lời như thế cũng đúng. Tao bây giờ tao cũng chả ngờ tao tàn nhanh đến thế. Hiên vội ngắt lời. Thôi em đùa thôi chứ, chị thường thật hay sao? Em thấy chị vẫn y như ngày xưa, chả thay đổi gì cả. Em này, em mới già chát đây này. Quãng đường từ nhà Hiên đến khách sạn rất ngắn, Honda dừng lại trước sân. Xuyến cho Hiên số phone, số phòng rồi dặn. Thôi nhá, tao nằm nghỉ một lúc rồi mày đến mày đón tao đi ăn cơm nhé. Tao muốn xuống chợ Sài Gòn. Chợ đêm chắc vui lắm hả? Nè, nhớ nha, đừng có báo là đứa nào là tao về nha. Cứ để tối rồi gặp chúng nó nhé. Hiên gật đầu đáp. Em nhớ mà, thôi chị nghỉ đi, trước khi tới em sẽ điện thoại nhé. Dứt lời, Hiên quẹo xe ra đường lớn trong khi Xuyến quay vào lobby khách sạn. Lần trước về đây, Xuyến cũng ở tại khách sạn này, cho nên cô tiếp viên vẫn còn nhớ mặt, nên lúc nào cũng niềm nở với Xuyến. Xuyến gật đầu chào, khẽ nở nụ cười rồi bước nhanh lại phía cầu thang. Vừa đặt chân lên bậc thứ nhất thì Xuyến giật mình gặp người quen từ trên đi xuống. Đó là bà Toàn, người hàng xóm cũ của Xuyến ở bên Úc, lúc Xuyến còn sống chung với Tạo. Bà Toàn năm nay tuổi gần 70, dáng người mình hạc vóc mai nhưng còn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Từ 10 năm nay sau khi chồng chết, bà trở thành người tu tại gia, hiền lành và độ lượng nên Xuyến rất mực quý mến. Bà về Việt Nam thường xuyên chỉ để làm một công tác duy nhất là giúp trẻ mồ côi. Lúc vợ chồng Xuyến ly dị, thiên hạ sầm sì chê bai, đa số lên án Xuyến vì mê casino mà gia đình đổ vỡ. Riêng bà Toàn thì lại an ủi Xuyến và bảo.
Như vậy là cậu mợ hết nợ nhau rồi đấy. Sở dĩ bà nói thế vì cả hai năm nay trước khi chia tay, Tạo và Xuyến cứ lục đục cãi vã nhau khiến con bé Nhung thường phải chạy sang tị nạn bên nhà bà. Ly dị là phải rồi. Nói chung thì bà Toàn luôn luôn dùng thuyết nhà Phật để cắt nghĩa tất cả mọi chuyện trên đời dựa trên căn bản chữ nghiệp và nhân quả. Vì tin vào chữ nghiệp nên bà không bao giờ chỉ trích ai. Một bà bạn mới 60 bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, phải đái ỉa. Có người giúp, bà Toàn vào thăm. Bà kia khóc rưng rức vì tủi thân và bảo: "Tôi nói thiệt với bà, tôi chỉ muốn chết bức cho xong bà." Bà Toàn từ tốn cắt nghĩa: "Nghiệp còn nặng lắm, trả hết nghiệp thì bà mới đi được, chứ cũng không dễ đâu." Dạo ấy Xuyến ở ngay cạnh nhà bà, Tạo lại chơi thân với con trai bà, nên bà cứ gọi vợ chồng Tạo là cậu mợ theo thói quen của người Hà Nội thuở xưa. Hôm nay tình cờ gặp Xuyến ngay trong một khách sạn tại Sài Gòn, bà hớn hở kêu lên: "Ô, mợ Tạo cũng về ăn Tết đấy à?" Rồi bà cười giả lả và chữa ngay: "Ôi thôi chết, tôi xin lỗi mợ, tôi thì cứ quen miệng. Mợ về một mình hay là đi với cái Nhung?" Xuyến theo bà quay lại lobby, ngồi xuống hai cái ghế bành kê sát vách. Xuyến vui vẻ đáp: "Cháu về một mình bác ạ. Bác về lâu chưa?" Bà Toàn đặt cái túi ni lông căng phòng vào vách và nói: Thì tôi cũng về cả tuần rồi mợ ạ. Mọi khi thì tôi vẫn ở nhà với thằng cháu, con ông anh tôi. Cần đi đâu thì nó đèo đi. Nhưng mà chuyến này thì nhà nó đông khách quá. Mấy gia đình ở Mỹ về, tiệc tùng đình đám cả ngày. Thành ra nó đưa tôi ra đây. Mợ biết mà, tôi thì tôi có muốn ở khách sạn bao giờ đâu. Nhưng mà ở nhà nó thì không tiện. Thật lòng tôi chả muốn làm phiền con cháu tí nào." Xuyến gật đầu nhìn bà thông cảm. Cứ theo ý Xuyến thì bà nên ở một mình tại hotel, bởi việc ăn uống của bà khác hẳn với mọi người. Ở nhà người khác đôi khi bà sẽ làm gia chủ áy náy. Dạo còn là hàng xóm, vợ chồng Tạo có lần sang thăm bà lúc cả nhà đang ăn cơm. Xuyến thấy bà ngồi riêng một góc, trước mặt chỉ có mỗi đĩa rau cải luộc mà toàn là những cọng vàng úa, héo quắt, trong khi con cháu thì thịt cá thịnh soạn. Xuyến ngơ ngác nhìn, trong lòng chợt thấy bất bình vì tưởng là con cháu bạc đãi bà. Xuyến đưa mắt nhìn chồng thầm hỏi: "Sữa Úc thịt cá, rau cỏ rẻ như bèo, sao lại bắt bà già ăn uống đạm bạc như thế kia?" Nhưng hỏi ra mới biết bà Toàn ăn chay, mà ăn chay một cách triệt để, chứ không như đại đa số Phật tử bình thường khác. Bà không ăn thịt, ăn cá đã đành, mà ngay cả trái cây, rau cỏ, bà cũng có nguyên tắc rõ ràng. Bà giải thích với Xuyến: "Mình sát sanh nhiều quá rồi, tội lỗi quá nhiều mợ ạ. Bao nhiêu năm gây ác nghiệp, bây giờ là lúc sám hối để nhẹ nợ cho kiếp sau." Tạo ngồi bên vợ ngơ ngác hỏi: "Vâng, bác không ăn thịt cá để khỏi sát sinh là đúng rồi, nhưng ngay cả trái cây, cháu nghe đồn bác cũng không ăn là thế nào?" Bà Toàn ôn tồn giảng: "Thì cũng có ăn đấy chứ cậu, nhưng mà cây cỏ cũng là một kiếp nhân sinh. Biết đâu kiếp này cậu là người thì kiếp sau cậu lại biến thành cây chanh, cây bưởi. Thành ra lấy dao cắt quả chanh thì quả chanh nó cũng biết đau chứ cậu. Bởi thế tôi phải chờ nó rụng xuống đất, nghĩa là nó tự hóa kiếp đã, rồi tôi mới nhặt vào ăn. Quả nào cũng thế cậu ạ. Còn trên cây mà mình vặt xuống đem ăn, tức là mình vẫn phạm tội sát nhân." Tạo đưa mắt nhìn Xuyến, muốn phì cười mà không dám cười. Hèn gì vườn rau của bà lá nào cũng bị sâu ăn lỗ chỗ. Nhưng dứt khoát bà không xịt thuốc, vì xịt thuốc trừ sâu tức là sát sinh. Chẳng những thế, cứ lâu lâu bà lại ra vườn, kiên nhẫn ngồi xuống bắt sâu. Bà vạch lá, nhặt từng con sâu bỏ vào cái lon, rồi âu yếm đem ra góc vườn đổ xuống đó, cho chúng nó sống chứ không giết con nào. Rồi vài hôm sau đàn sâu ấy lại bò trở lại ăn rau của bà. Bà vẫn vui, vẫn hớn hở, vì bà vẫn tin những con sâu ấy chẳng qua là một kiếp người đang trả nghiệp. Biết đâu trong số những con sâu hèn mọn kia, kiếp sau chả có con biến thành tổng thống hay một nhà tỷ phú hoặc một tiểu thư đài các. Niềm tin mãnh liệt ấy khiến bà trồng rau nhưng không hái vào ăn. Bà phải chờ những bẹ cải già cỗi, úa vàng tự rũ xuống,
coi như tự chúng chết đi thì bà mới nhặt đem vào bếp. Trái cây cũng thế, nó phải tự rụng lìa cành thì bà mới dám xơi. Bởi rau hay trái đều là kiếp người cả. Vườn sau của bà có mấy cây hồng hoa nở thật đẹp. Con dâu bà muốn cắt mấy nhánh đem cắm vào trong bình, bà cũng không cho vì sợ đau cây. Tạo và Xuyến ngạc nhiên về lối ăn chay của bà Toàn đã đành, mà cả Trương, con trai bà, tức là bạn thân của Tạo, cũng không đồng ý với mẹ. Gặp nhau, Trương cười ha hả bảo Tạo: "Mẹ tao ăn chay trường, còn tao thì ăn mặn trường. Con gì tao cũng xơi. Hỏi mày, dù kiếp sau tao có đầu thai làm con gà thì cũng có đứa nó cắt cổ tao. Mẹ tao bảo kiếp này không tu thân thì kiếp sau biến thành con chó. Nhưng chó ở đâu mới được chứ? Chó ở ngã ba ông Tạ mới khổ, chứ chó ở Mỹ còn sướng hơn cả triệu người nghèo đói bên Phi Châu. Tao đang mong làm con chó của Paris Hilton đây." Tạo hoàn toàn nhất trí với Trương. Anh cười theo Trương rồi góp ý: "Xưa kia con người sống chung với ác thú, nếu không sát sinh thì thú dữ đã ăn hết sạch con người rồi còn gì nữa. Sợ cỏ cây đau mà không dám đốn thì thế giới ngày nay chỉ toàn là rừng rú, chứ làm gì có thành phố để cho con người ở." Tuy nói thế nhưng Trương và Tạo đều rất tôn trọng cách suy nghĩ của bà Toàn. Lắm hôm vì thương mẹ, Trương phải ra vườn lấm lét mắt trước mắt sau, hái mấy trái táo thật ngon trên cành quăng xuống gốc cây để bà Toàn tưởng là táo rụng nhặt vào ăn. Trương thấy tội nghiệp mẹ ăn uống đạm bạc quá nên có lần bảo: "Ngày nào con thấy mẹ cũng ăn trao. Nhưng con hỏi mẹ, trao ở đâu mà ra?" "Trao là đậu hũ. Mà muốn làm đậu hũ thì người ta phải nhổ cây đậu nành, lấy hạt đậu nành đem xay mới làm được đậu hũ. Cứ như mẹ nói thì nhổ cây đậu nành cũng là sát sinh, bởi đậu nành cũng là kiếp người, cũng biết đau như mình. Sao mẹ vẫn ăn? Con thấy mẹ nên bỏ lối ăn chay này đi, phải ăn rau, ăn trái cây nhiều vào." Bà Toàn dịu dàng bảo: "Giảm bớt ác nghiệp được chút nào hay chút đó con ạ." À, Trương thở dài không nói nữa. Anh đem câu chuyện kể với Tạo và Xuyến, hy vọng hai người có thể khuyên bà Toàn bỏ bớt lối ăn chay triệt để của bà. Nhưng dĩ nhiên cả hai đều không dám góp ý. Và lại xét cho cùng thì người như thế là người tốt, tại sao lại phải ngăn cản? Hơn 2 năm nay Xuyến không gặp lại bà Toàn từ khi ly dị, rồi bán nhà dọn ra gần thành phố. Hôm nay tình cờ ở chung một khách sạn, hai người ngồi nói chuyện thân mật cả tiếng đồng hồ dưới lobby, ôn lại những kỷ niệm lúc còn là hàng xóm với nhau. Xuyến kết luận: "Cháu thì cháu muốn mời bác đi ăn cơm, mà cháu biết trước là bác chả nhận lời." Bà Toàn vui vẻ ngắt lời: "Vâng, cảm ơn. Mợ có lòng như thế thì cảm ơn mợ lắm. Nhưng mà tôi chả đi được đâu mợ, nhiều việc lắm." Xuyến gật đầu nói cho hết ý: "Vâng, cháu biết bác về đây là làm việc thiện. Bác cho cháu góp với bác một chút được không ạ? Mừng tuổi các cháu bé trong dịp xuân." Vừa nói Xuyến vừa mở bóp lấy ra 200 đô Mỹ trao cho bà. Bà vui mừng cầm lấy ngay, không khách sáo từ chối, bởi bà có lấy cho bà đâu. 4 đứa con ở Úc, mỗi tháng mỗi đứa cho bà 100. Bà không tiêu gì cả, cứ gom góp được một món thì mang về cho trẻ mồ côi. Hôm nay được Xuyến phụ thêm 200 đô Mỹ, bà có thêm được khá nhiều quà cho đám trẻ bạc phước. Nhận xét về bà Toàn, Tạo có lần bảo Xuyến: "Tu nhà, tu chùa, đọc kinh, lần chuỗi, ăn chay, tất cả đều vô nghĩa nếu cái tâm mình không tốt. Thiếu gì người ác mà suốt ngày cầu nguyện, trời Phật nào chứng giám, bác Toàn mới thật là người có cái tâm tốt lành." Tối hôm sau, Hiên chở Xuyến đến nhà Phượng lúc bạn bè đã có mặt đầy đủ. Buổi chiều hai chị em đã đưa nhau đi làm móng chân móng tay, chải đầu và sắm quần áo mới. Xuyến biết mình sẽ là cái đinh để bạn bè chiếu cố đặc biệt, cho nên nàng càng phải chăm sóc kỹ lưỡng bề ngoài, hầu xóa đi những nét mệt mỏi và lo âu trên khuôn mặt cũng như trong ánh mắt. Gần 20 đứa bạn cũ tề tựu ở nhà Phượng, có đứa đem theo vợ hoặc chồng, có đứa đi mình như Hiên vì chồng phải ở nhà phụ bố mẹ vợ những ngày đông khách cuối năm. Thấy Xuyến, mấy chục khuôn mặt cùng hớn hở lao ra đón tiếp trong nỗi ngạc nhiên vì quá bất ngờ. Mỗi người thăm hỏi một câu, tranh nhau nói, ồn ào như cái chợ. Có những người bạn đã cả 10 năm Xuyến mới gặp lại, thậm chí vài đứa Xuyến đã quên tên, phải chờ Hiên nhắc mới nhớ.
nhìn thoáng khắp lượt, Xuyến thấy tuy là bạn cùng lớp nhưng họ già đi khá nhiều, có lẽ vì khí hậu Việt Nam nóng bức và nhất là vì cuộc sống lam lũ. Chỉ có Phượng, chủ nhân căn biệt thự nguy nga này, là trẻ trung và thơ thới hơn cả. Phượng lại càng trẻ hơn khi đứng bên ông chồng lớn hơn Phượng đến 12 tuổi, đang là một nhà thầu xây cất thành công ở Sài Gòn. Ngôi biệt thự này của Phượng xưa kia vốn chỉ là một căn nhà nhỏ trên mảnh đất lớn. Chồng Phượng mua lại, ủi đi rồi tự tay vẽ kiểu, xây lên rất kiên cố và đầy tính mỹ thuật. Mảnh sân sau khoảng khoát, trồng đầy các loại hoa leo sát tường và hai cây ngọc lan thật lớn ở cuối xuân, tỏa hương thơm dịu dịu. Phượng vỗ hai bàn tay vào nhau để mọi người chú ý, rồi khi cả đám quây quần lại, Phượng nâng ly rượu đỏ và nói lớn. Ê tụi bay, nghe ta nói nha. Bữa nay là tiệc liên hoan họp mặt tất niên của lớp mình. Tuy là thiếu mấy đứa, mắc bận công việc, không tới được, nhưng mà như vậy là đông lắm rồi, hơn hẳn mấy năm trước. Và đặc biệt hôm nay là nhân tiện có con nhỏ Xuyến từ Úc về, tao cho nó tới ăn ké, tụi bay có nhất trí không? Tất cả cùng nhau nhau reo hò, nâng ly, chúc mừng gặp lại Xuyến và cùng sống lại cái hồn nhiên nghịch ngợm của mấy năm ngồi chung với nhau dưới một mái trường trung học. Xuyến cảm động nói. Tao biết ở lại mà giàu như con Phượng thì tao không đi Úc làm gì. Mọi người cùng cười vì tưởng là Xuyến nói đùa. Thật sự thì Xuyến đang đau nhói khi liên tưởng và so sánh căn nhà đồ sộ của Phượng với cái phòng trọ tồi tàn của Xuyến ở bên Úc. Bạn bè chả ai biết sự thật. Họ chỉ nghe tin Xuyến đã ly dị và hiện đang sống một mình với con, chứ chưa ai hình dung nổi Xuyến đã trắng tay vì cờ bạc. Bản tính Xuyến vốn là người quảng giao, dễ thân thiện và thích nói chuyện. Thế mà hôm nay giữa một bầy bằng hữu cũ, ai cũng ân cần săn đón, thì Xuyến lại chẳng muốn nói gì vì cứ nghĩ đến món hàng quốc cấm vài hôm nữa nàng phải lãnh nhận để mang về Úc. Xuyến lạnh nhạt đến độ có người thầm trách Xuyến ở Úc giàu sang, về đây coi thường bạn bè. Vợ chồng Phượng mỗi người một ly rượu chát cùng tiến lại phía Xuyến đang đứng quan sát bên quầy thức ăn. Phượng hỏi Hiên. Ủa, chồng mày đâu? Sao không đưa tới đây? Ê cái con này, suốt ngày bắt chồng ở nhà nhổ lông vịt mày, cuối năm cũng phải đưa ông tơ tới ăn liên hoan một tí chứ mày. Hiên chưa kịp đáp thì Trần Cung, chồng Phượng, chững chạc bắt tay Xuyến và trịnh trọng nói. Có Xuyến về tụi này mừng lắm. Nói chung thì bạn bè ai cũng mừng cả. Nghe Phượng nói thì lớp Phượng xuất cảnh ra nước ngoài cũng nhiều, nhưng tất cả đều đi Mỹ. Chỉ có mình Xuyến ở Úc. Bữa nay Xuyến là khách đặc biệt. Tôi mời Xuyến uống một ly để khai mạc buổi liên hoan tối nay. Mọi người chung quanh đều vỗ tay tán thưởng rồi chia nhau vô bếp lấy thức ăn, bày đầy trên chiếc bàn tròn theo lối buffet. Từng nhóm nhỏ tản mát ra ngồi trên những chiếc băng kê sát tường hoặc cái bàn dài đặt ở giữa sân. Hiên gấp cho Xuyến đĩa thịt gà nướng và lấy cho mình nắm xôi gấc với chả quế, rồi kéo Xuyến lại bên Phượng và bảo. Ê mày, mày nấu ngon không thể tưởng tượng được. Tao chẳng biết chọn thứ nào hết, ăn hết thì không đủ sức. Phượng phì cười đáp. Mày khen lầm rồi. Tao đặt người nấu chứ chỉ giờ đâu mà tao làm. Nhưng mà mày thấy ngon là tao mừng rồi. Mày có nhà hàng, tất nhiên ăn uống thì phải khó tính hơn người thường. Mày mà khen ngon thì chắc ai cũng thấy ngon. Hiên chưa kịp đáp thì sau lưng Phượng một giọng đàn ông cất lên. Nhà Hiên tuy có tiệm ăn thật nhưng chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt thôi, chứ những thứ khác thì thực bất chi kỳ vị. Có biết món nào ngon, món nào dở đâu. Không cần quay đầu lại, Hiên cũng biết người vừa phát biểu là Bảo, anh bạn cùng lớp nhút nhát thuở xưa. Phượng cãi dùm Hiên. Hay sao lại chỉ có bún măng? Quán Hưng Thịnh của nhà nó nổi tiếng là cháo vịt này, vịt luộc chấm nước mắm gừng này, rồi còn gỏi vịt trộn bắp cải với rau răm nữa. Thứ nào cũng ngon hết á. Hiên mỉm cười bảo Phượng. Thì Bảo nó hay giỡn mà, hơi đâu mà mày cãi. Bảo ghét tiệm tao ăn hoài à. Rồi Hiên ngẩng lên hỏi Bảo. Ê Bảo, nhất định là không chịu lấy vợ à? Câu hỏi này nhiều người đã đặt ra với Bảo và lần nào Bảo cũng đáp. Tại chưa gặp đúng người. Hiên cười góp ý. Này, câu đó xưa rồi Bảo ơi. Bảo cứ nói thật là những người mà Bảo muốn thì đều có chồng hết rồi, chẳng hạn như là tôi. Xuyến phì cười rồi nói. Biết thế nào là đúng. Các cụ thường nói là già kén kẹn hom.
Chê thằng một chai thì không khéo phải lấy thằng hai lọ. Mà nói chung thì vợ chồng nó có duyên số hết à. Hồi đó ông thầy Vũ Hữu Quảng dạy văn á, có đọc một câu cho chúng mình nghe là: trong tình duyên cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp. Câu ấy áp dụng với cuộc đời của bất cứ ai đều đúng hết. Phượng tròn mắt nhìn Xuyến rồi nói: Ê, tao không ngờ mày vẫn còn nhớ tới thầy Quảng. Ê thầy bây giờ vất vả lắm mày ơi, lương giáo viên nghèo không thể tưởng tượng được, đâu có đủ sống đâu. Có hôm tao bắt gặp thầy còn phải chạy xe ôm buổi tối kiếm thêm á. Riêng Bảo thì nhìn Xuyến rất cảm động vì tưởng Xuyến góp ý với Bảo về chuyện vợ chồng. Sự thực thì đó chỉ là câu nói vô tình cho có chuyện, chứ Xuyến có để ý đến Bảo chút nào đâu. Suốt những năm trung học, Bảo là cái bóng mờ chẳng mấy ai chú ý. Nhưng lớn lên ra đời thì Bảo lại khá thành công, hiện có lò bánh mì bên Tân Định. Mới đây Bảo khuếch trương thêm, mở tiệm bán các loại bánh ngọt theo công thức của Âu Châu, giống như Le Notre, nổi tiếng nhất bên Paris. Business phát đạt nhanh chóng nhờ gia đình gắn bó chặt chẽ. Bố mẹ Bảo thì coi lò bánh mì quản lý công nhân. Hai cô em gái Bảo phụ trách tiệm bánh ngọt, giúp Bảo có nhiều thì giờ lo công chuyện bên ngoài. Cách đây 4 năm, vợ Bảo mất vì bệnh ung thư gan ở tuổi mới 28. Từ đó Bảo vẫn ở độc thân, miệt mài lao vào công việc kinh doanh mỗi ngày một thịnh vượng. Từ khi xong trung học, tính đến nay là khoảng 13 năm, Bảo mới gặp lại Xuyến. Anh vẫn nhớ hình ảnh của Xuyến ngày ấy, nhưng ngược lại Xuyến thì hoàn toàn chẳng có kỷ niệm nào với Bảo. Khác hẳn Phượng, vẫn giữ mối quan hệ với Bảo từ thuở học xong trung học cho tới khi hai người lập gia đình riêng. Và ngày nay hai người được xem là thành công nhất của cả lớp xét về mặt thu nhập tài chánh. Phượng vỗ vào vai Xuyến và nhanh nhảu giới thiệu Bảo. Ê, mày còn nhớ Bảo không? Bây giờ có cái tên là Bảo Bánh Mì vì là chủ lò bánh mì đắt khách nhất Tân Định. Mặt Xuyến ngơ ngơ, đôi lông mày nhíu lại để tìm về quá khứ, nhưng vẫn không nhớ ra Bảo. Thấy vậy Phượng chạy vào nhà lấy ra cuốn album, trong đó có tấm hình chụp chung cả lớp, chỉ anh chàng đứng ở hàng sau và nói: Đây này, Bảo đây này, cái mặt ngô ngố đây này, nhận ra chưa? Hồi đó tại mày đẹp nên mày chảnh lắm, mày đâu có thèm nhìn ai. Xuyến gượng cười nhìn Bảo và nói đùa: Ta nhớ ra rồi, bây giờ Bảo Bảo khác nhiều quá. Giá như hồi đó mà Bảo đẹp trai như bây giờ thì chắc tôi không buông tha cho Bảo đâu. Phượng gấp cuốn album nguyết Xuyến và nói: Ê mày, bây giờ vẫn chưa muộn. Mày có thích ăn bánh ngọt không? Ngon nhất thành phố nha. Muốn ăn thì chỉ việc quen với Bảo, tha hồ ăn. Bảo mỉm cười nhún nhận đáp: Tôi đâu có dám giới thiệu bánh ngọt của tôi cho người từ nước ngoài về. Rồi Bảo chìa tay bắt tay Xuyến và nói: Rất mừng gặp lại Xuyến. Mười mấy năm rồi Xuyến không nhớ tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được Xuyến. Xuyến để ý thấy lối nói chuyện của Bảo tuy tha thiết nhưng nghiêm chỉnh, phù hợp với cách ăn mặc rất lịch sự của Bảo. Bảo dáng cao, mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây màu cà phê sữa. Lúc này ăn nên làm ra cho nên có hơi phát tướng nhưng vẫn còn gọn ghẽ. Hiên nhìn Xuyến rồi nhìn Bảo, bất chợt trong đầu nảy ra một ý định mới là vun đắp cho hai người. Hiên đề nghị: Thôi lại đằng kia ngồi nói chuyện đi, nhường chỗ cho người ta lấy thức ăn đi ông bà ơi. Dứt lời, Hiên kéo Bảo và Xuyến lại chiếc bàn nhỏ sát bức tường cuối sân, bên cạnh dàn bông giấy sum suê. Dưới ngọn đèn tỏa sáng trong xanh, Xuyến đưa mắt nhìn Bảo mấy lần mà vẫn chưa hình dung ra Bảo là đứa nào trong lớp và ngồi ở bàn nào. Điều đó chứng tỏ ngày còn đi học, Bảo không có đặc điểm gì để người ta nhớ, không giỏi, không dốt và nhất là không nghịch ngợm. Bảo uống hớp rượu rồi gợi chuyện: Chuyến này Xuyến về có lâu không? Ăn Tết xong thì tôi đi ngay. Tại gửi cho bé nhờ người ta trông nên muốn đi lâu cũng không được. Hiên vội gạt đi: Bố nó trông cho ai đâu mà người nào. Con Nhung nó ở với bố nó thì cũng như ở với chị, có gì đâu mà lo. Không có việc gì phải về Úc mà hấp tấp như vậy. Nhân tiện Hiên quay sang phân trần với Bảo: Chị Xuyến thì ly dị 2 năm rồi, bây giờ ở với đứa con gái 8 tuổi. Bên Úc người ta gọi là cái gì? Single mom. Bên mình thì gọi là gả mái nuôi con. Bảo cười rồi gật đầu: Tôi cũng có nghe nói. Hiên đắn đo một chút rồi quay hỏi Xuyến: Chị có biết cái tin là vợ anh Bảo à, mất vì bệnh ung thư cách đây mới có mấy năm chưa? Mới có 28 tuổi à, chưa có con mà lại bị ung thư gan.
Xuyến giật mình nhìn vào, buột miệng kêu lên. Ôi tôi chết, 28 tuổi thì trẻ quá. Tội nghiệp. Rồi từ đó đến nay anh vẫn ở một mình à? Bảo khẽ gật đầu. Bây giờ Xuyến mới để ý đến Bảo. Nàng thấy rõ Bảo là một người đứng đắn, khác hẳn Trần Cung, chồng Phượng. Tuy bề ngoài tỏ ra chững chạc, mà ánh mắt nhìn đàn bà không giấu nổi nét lẳng lơ, đĩ thoã. Hiên nhanh nhẩu chen vào. Thì cũng như chị đây thôi, ly dị rồi thì vẫn ở một mình. Bảo gật đầu thêm. Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá. Cứ cắm đầu lo làm ăn, già lúc nào không hay. Chạy theo kinh tế thị trường lắm lúc mất hụt hơi. Lời than thở của Bảo tuy phản ánh đúng sự thật, nhưng cũng hàm chứa một chút kiêu hãnh mà chỉ có mình Hiên hiểu thấu, bởi Bảo đang thành công trên đường thương mại. Phải nói rằng trong cơ chế thị trường mà Việt Nam ồn ào khuyến khích, Bảo rất khôn ngoan và tiếp thu thật nhanh những phương thức khuếch trương cơ sở, giống như ở các nước tư bản tiên tiến. Dù Bảo không đi học ngày nào về chuyên môn này, chẳng hạn lò bánh mì cũng như tiệm bánh ngọt của Bảo chủ yếu là bỏ mối bán xỉ, chứ không chỉ nhắm vào khách hàng lẻ tẻ đến tiệm hàng ngày để mua một hai cái bánh ăn tại chỗ. Bảo giao tiệm cho người nhà quản lý, rồi đích thân Bảo làm salesman đi chào hàng, và chỉ trong vòng một năm Bảo đã có mấy chục mối hàng thường trực trong thành phố. Bánh mì cung cấp mỗi sáng sớm cho các quầy bán lẻ, bánh ngọt thì đưa vào các nhà hàng sang trọng, các tiệm kem, các quán giải khát. Nói chung là những đại lý thường trực và lâu dài. Nhờ vậy Bảo có thì giờ nhàn nhã hơn mà thu nhập lại vững vàng hơn. Xuyến chưa biết rõ về Bảo, nhưng nghe Phượng và Hiên giới thiệu thì nàng cũng mơ hồ đoán được là Bảo đang thành công. Nàng bâng khuâng nói. Tôi sang Úc 10 năm, bây giờ quay lại thấy bạn bè ai cũng giàu hết. Bảo thành thật đáp. Không hẳn đâu, tuyệt đại đa số vẫn vất vả lắm, tháng kiếm không nổi vài chục đô. Nói đâu xa, lớp mình lúc tốt nghiệp phổ thông là khoảng đến hơn 60 đứa đó. Bữa nay họp mặt chưa đến 20. Phượng mời hết đấy chứ, mời thật lòng. Nhưng nhiều người vẫn ngại, không muốn đến vì mặc cảm. Điều này thì Bảo nói đúng. Xã hội Việt Nam xưa nay vẫn là một xã hội giai cấp. Thiên hạ trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền. Dù hô hào thế nào đi chăng nữa, trên thực tế vẫn không xóa được những hàng rào ngăn cách vô hình ấy. Người giàu coi thường người nghèo, dù là cái giàu bất chính tham ô. Người nghèo giữ một khoảng cách với người giàu vì luôn tự đặt mình vào cái thế phòng thủ, sợ người ta khinh mình. Nói khác với xã hội Tây Phương như ở Mỹ, ở Úc, giàu nghèo chẳng ai cần ai, nên biên giới giai cấp ít khi hiện rõ nét. Nghe Bảo trình bày, Xuyến cười buồn bảo. Ý anh nói là mặc cảm nghèo phải không? Nếu thế thì đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng, vì tôi nghèo nhất so với bạn bè cùng lớp. Chẳng những Bảo mà ngay cả Hiên vẫn cho là Xuyến nói giỡn, bởi cả hai đều tin rằng người sống ở hải ngoại không thể nào nghèo được. Có nghèo thì cũng vẫn hơn người tại quê nhà. Bởi nghĩ thế nên Bảo đề nghị. Mấy năm nay tôi thấy Việt Kiều ở Mỹ, ở Úc về mua nhà đất bên này nhiều lắm ạ. Mới đây thì nhà nước cho Việt Kiều đứng tên. Người về càng đông, nhiều người bán bớt nhà bên Mỹ mang tiền về đầu tư bên này. Thế Xuyến đã mua căn nào chưa? Bây giờ thì hơi đắt rồi đấy, nhưng vẫn còn chưa muộn đâu. Về khâu này thì vợ chồng Phượng giỏi lắm, tôi có thể giúp Xuyến nếu mà Xuyến cần. Xuyến bút nhói chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng ai biết giờ này ở bên Úc, Xuyến chỉ đủ khả năng thuê một căn buồng nhỏ, hai mẹ con sống qua ngày. Nàng gượng cười nói. Để coi, có gì thì sẽ nhờ Bảo. Hiên bắt ngay vào cái đề nghị của Bảo, thúc giục Xuyến. Ai thì chị không tin, chứ riêng Bảo thì chị có thể tin 100%. Bảo mà nhận lời giúp thì chẳng những chị có thể giao tiền cho Bảo, mà nếu muốn thì chị có thể giao luôn cả cuộc đời chị cho Bảo cũng được. Xuyến giật mình đập tay vào vai Hiên và nói. Em ơi, con này ăn nói bạo mồm bạo miệng vậy. Hiên mỉm cười nhìn Bảo rồi đứng dậy đi lấy thêm thức ăn. Quay đầu lại, Hiên vui mừng thấy Xuyến và Bảo nói chuyện ra chiều rất tâm đắc, nên Hiên trốn luôn không trở về chỗ cũ nữa. Vài người bạn định lại nói chuyện với Xuyến, Hiên cũng ngăn cản để cho đôi trẻ tâm sự. Rổ giá cạp lại, hai người cùng giang dở, biết đâu chẳng tạo thành một đôi bạn mới. Điều này thì thật sự Hiên chỉ mới nghĩ ra đây thôi, từ lúc chị em bước vào và tình cờ
Hiên thấy Bảo đứng ở góc sân cứ đăm đăm nhìn Xuyến bằng ánh mắt rất trìu mến. Còn Xuyến rõ ràng lúc đầu chẳng thèm chú ý đến Bảo. Đàn bà từ nước ngoài về vốn có cái tự hào ngấm ngầm mấy khi đã quan tâm đến đàn ông trong nước. Nhưng giờ đây, sau vài câu chuyện trao đổi và nhất là từ khi biết rõ hoàn cảnh góa vợ của Bảo, Xuyến thay đổi hẳn thái độ, xem chừng thiện cảm dành cho Bảo càng lúc càng rõ nét, và điều này thì Hiên hết sức tán đồng. Ngồi nói chuyện với Xuyến, điện thoại của Bảo đặt trên bàn cứ reo liên tục. Nhưng anh chỉ cầm lên, nhìn thoáng màn ảnh xem ai gọi, rồi không trả lời, cứ để người ta nhắn vào máy. Xuyến áy náy đề nghị. Bảo cứ nói chuyện phone đi chứ, tôi ngồi chờ được mà, biết đâu có chuyện cần người ta mới gọi đó. Bảo cười thành thật. Không sao, toàn người quen, có thể gặp nhau hàng ngày, Xuyến thì ngàn năm một thuở, dễ gì tôi có dịp gặp lại. Rồi Bảo tiếp tục thăm hỏi Xuyến về đời sống bên Úc mà trước đây anh ít khi để ý đến. Bạn bè người thân của Bảo đa số đều ở Mỹ, nên Bảo tương đối biết dành về Mỹ hơn các quốc gia khác. Xuyến bảo, Nước Úc thì có nhiều cái hơn nước Mỹ chứ. Chẳng hạn như là thịt bò ngon hơn, hột gà cũng ngon hơn, và nhất là trái cây thì gần như giống Việt Nam vì cùng khí hậu nhiệt đới. Một điểm nữa là trẻ con Việt Nam bên Úc ạ, nói tiếng Việt giỏi hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Xuyến đã hăng say kể thì điện thoại của Bảo lại reo. Bảo nhấc lên rồi giơ tay ngăn lời Xuyến. Tôi xin lỗi một phút, bà cụ kêu. Rồi Bảo quay nghiêng người để tiếp chuyện mẹ. Bảo nói, con nhớ chứ mẹ, mẹ nhờ chú Tích mang quà biếu các đại lý dùng con, mỗi đại lý một chai rượu với một hộp mứt. Mẹ nói chú ấy sáng mai đi biếu là vừa. Hôm nay đã 24 Tết rồi, mấy nhà hàng lớn thì chính con phải đi, không giao cho chú ấy được. Vâng, cứ thế mẹ nhé. Bảo cúp máy, xin lỗi Xuyến một lần nữa rồi nói tiếp cái ý của Xuyến. Ai cũng mong xuất cảnh đi Mỹ, nhưng tôi thấy ở Úc tốt chứ. Đất rộng người thưa, tài nguyên Úc nhiều. Úc lại biệt lập, chả bao giờ có chiến tranh. Quan trọng hơn nữa là Úc rất gần Việt Nam, đi đi về về không thấy ngại. Xuyến ngạc nhiên về nhận xét chính xác của Bảo. Nàng đổi đề tài hỏi. Công việc của Bảo chắc là bận lắm nhỉ? Bảo cầm ly nước xoay xoay trong tay và kể. Bận thì cũng không bận lắm, ăn thua là mình biết quản lý thôi. Bánh mì thì cũng như bánh ngọt, bán lẻ chỉ đủ nuôi gia đình chứ không làm giàu được. Chủ yếu là bỏ xỉ cho các nhà hàng, các tiệm kem, các quán cà phê thì thu nhập nó mới đều đặn và lâu dài. Đó là cái khâu quan trọng nhất. Thường thì tôi đăng quảng cáo trên các báo tiếp thị, rồi tôi tìm đến các nhà hàng hoặc quán cà phê đưa tờ quảng cáo cho họ xem. Đồng thời tôi bưng hộp bánh đến để tặng họ cho họ ăn thử. Nếu họ bằng lòng thì tôi sẽ cho người giao bánh tận tiệm. Xuyến nhìn Bảo tỏ ý thán phục. Bên Mỹ với bên Úc người ta cũng đều làm như thế cả. Ai chỉ cho Bảo những cái phương thức này? Nghề dạy nghề chứ tôi có ở trường lớp nào ra đâu. Lúc đầu lao vào kinh doanh chủ yếu chỉ để gia đình có công ăn việc làm. Không ngờ về sau phát triển rộng phải thuê đến cả chục công nhân. Rồi nhân tiện Bảo hỏi, thế bên Úc Xuyến đi làm cho người ta hay có kinh doanh ngành nghề gì không? Nghe Hiên bảo là Xuyến có công ty may mặc, cung cấp cho các cửa hàng lớn của Úc mà. Xuyến nén tiếng thở dài, che giấu nỗi buồn của kẻ trắng tay. Tuy không chủ trương khoác lác, nhưng thấy Bảo có vẻ nể nang nhìn mình, nên Xuyến cũng đành phải nổ nhẹ nhẹ. Nàng nói, Thì hồi mới sang thì có, thầu cho công ty xuất khẩu. Nhưng mà nghề sản xuất quần áo bên Úc trong 10 năm qua nó xuống dốc nhiều lắm vì không cạnh tranh nổi với Trung Quốc, với lại các quốc gia Á Châu, lương công nhân rẻ quá. Thật ra thì khi Xuyến qua Úc định cư, kỹ nghệ may mặc đã không còn sầm uất nữa. Rất nhiều những nhà thầu Việt Nam đã đổi nghề. Xuyến chỉ nghe kể lại về thời kỳ vàng son của họ trong hai thập niên 70 và 80, rồi bây giờ tự nhận mình là một trong những nhà thầu ấy cho oai mà thôi. Ở giữa sân, Trần Công, chồng Phượng ngồi chủ tọa ở đầu cái bàn dài trải khăn trắng. Mỗi bên khoảng 10 người vừa ăn uống,
vừa ồn ào nói chuyện, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Đàn ông Việt Nam vẫn còn khá đông người hút thuốc và hút ở bất cứ chỗ nào, kể cả trong căn phòng nhỏ đông người hoặc ngay trong xe hơi. Phượng muốn mời Xuyến lại ngồi ở giữa để kể chuyện bên Úc, chứ không mãi những khuôn mặt quen thuộc bạn bè thì đâu có đề tài gì mới lạ. Huống chi bạn học cũ có người mười mấy năm chưa gặp lại Xuyến. Đây là cơ hội thuận tiện để tay bắt mặt mừng với nhau, cùng tìm lại kỷ niệm của thời mới lớn. Nhưng Phượng chưa kịp gọi Xuyến thì Hiên bưng đĩa thức ăn tới sau lưng Phượng, ghé tai chồng Phượng, hỏi nhỏ. Anh Cung, có máy chụp không cho em mượn? Trần Cung sực nhớ ra, vội đặt chai rượu vỗ trán và kêu lên. Ừ, phải đấy, anh quên khuấy đi mất. Liên hoan vui thế này mà quên chụp hình, đáng lẽ phải quay phim giữ làm kỷ niệm mới đúng. Hiên nhấn mạnh. Không, em cần chụp chị Xuyến với ông Bảo ngồi đằng kia kìa, chứ mình thì chụp làm gì? Mấy cái đầu đều quay nhìn lại góc sân và cùng nhận ra Xuyến với Bảo đang say sưa nói chuyện như cặp tình nhân còn đang ở giai đoạn mới quen nhau. Cả bọn cùng lấy làm lạ, nhất là Phượng. Trong số bạn bè cũ thì vợ chồng Phượng thân với Bảo lắm, biết rõ Bảo lúc này ăn nên làm ra, thường bận bịu suốt ngày, ghé đâu cũng chỉ mắt trước mắt sau là bỏ chạy. Vậy mà hôm nay Bảo quên hết mọi người chung quanh, gác hết mọi công chuyện ở tiệm để chỉ đeo sát bên cạnh Xuyến, thì chắc chắn phải là một dấu hiệu bất thường, một sự thay đổi mãnh liệt trong tâm hồn. Trần Cung hiểu ý của Hiên, đi nhanh vào nhà lấy máy hình ra. Anh làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi len lén đi tới gần Xuyến cách khoảng 2 thước, đưa máy lên bấm lia lịa. Đèn flash chói lòa làm cả hai cùng giật mình và cùng quay lại nhìn Trần Cung gượng cười. Trần Cung bảo, bắt được quả tang nhé, mấy tấm hình này quý lắm đó, mỗi tấm phải đổi 100 ổ bánh mì mới được. Bảo tuy ngượng ngùng nhưng rất sung sướng, anh nói, nếu cần thì em đổi cho anh nguyên cả lò bánh mì cũng được. Bảo chưa nói dứt câu thì Phượng và cả bọn đều đã kéo đến đứng đầy chung quanh Trần Cung. Phượng nâng ly rượu và nói, uống để chúc mừng cho đôi trẻ, biết đâu chả là chuyện tình ngàn dặm. Trần Cung phụ họa với vợ, Bảo độc thân đẹp trai, nhiều tiền, đang là thần tượng của bao nhiêu cô gái trẻ, nhưng biết đâu con tim chả hướng về nước Úc. Chuyện này thì hoàn toàn tình cờ, chẳng ai sắp đặt. Nếu đúng như thế thì rõ ràng đây là một trường hợp để chứng minh cái câu nói lúc nãy Xuyến mới nhắc, là cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp. Cả bọn cùng vỗ tay ầm ĩ. Xuyến buốt nhói nghĩ tới hoàn cảnh đặc biệt của mình, về đây để đem bạch phiến qua Úc. Giờ này thì bằng hữu vây quanh, ai cũng ngưỡng mộ Xuyến, bởi nàng từ một thế giới văn minh trở về. Vài hôm nữa, nếu chẳng may nàng bị thộp ở phi trường, thì Bảo và bạn bè sum họp hôm nay sẽ nhìn nàng ra sao. Xuyến cũng biết rõ Bảo có thừa điều kiện để lấy những cô gái đẹp, nhưng Bảo nặng tình với Xuyến, có lẽ chỉ vì Xuyến hơn hẳn các cô một điểm, là Xuyến đang sống tại nước ngoài. Cái ác vọng ngoại lúc nào cũng nằm sâu trong tiềm thức của người Việt. Xuyến nhìn Bảo bằng ánh mắt tội nghiệp vì Bảo đang chọn lầm đối tượng là Xuyến, nhưng rồi lại cũng giống như mọi lần nghĩ đến cái viễn ảnh đen tối đang chờ đợi mình, Xuyến đều tự an ủi bằng câu nói của chị Năm ở bên Úc. Trời ơi, thầy bói nói xấu chị hơn lắm em ơi, ai mà làm ăn chung với chị đều trót lọt hết á. Rồi nàng cố gạt đi tất cả những vướng bận riêng tư để vui chung cái vui hồn nhiên của bạn bè. Nàng cười bảo Trần Cung. Anh Cung đừng có hiểu lầm, em đang năn nỉ Bảo là dạy cho em cái cách làm bánh mì để về Úc mở tiệm. Bánh mì bên Úc dở lắm. Phượng tiến lại bảo Xuyến. Thôi, đủ rồi. Tâm sự từ nãy đến giờ là đủ rồi nhé. Bây giờ mời anh chị lại bàn ngồi chung với anh em. Họp mặt tất nhiên cả lớp, chứ không phải là họp mặt hai người. Thôi, đứng lên, Xuyến đứng lên. Bảo nữa, đứng lên, ra đây. Vừa nói Phượng vừa kéo cánh tay Xuyến lôi lại giữa sân. Cả bọn cùng nhao nhao tán đồng. Một người bạn cũ tên Thắng ngồi ở đầu bàn đối diện Trần Cung, vội đứng dậy nhường chỗ và nói, Xuyến ngồi đây, Bảo đứng được rồi, Xuyến kể chuyện nước Úc đi. Nghe đài nói năm nay bên ấy bị hạn hán mất mùa nhiều lắm, có phải không? Vừa nói Thắng vừa dẹp đĩa thức ăn đang ăn dở của mình và bảo Phượng lấy muỗng đĩa mới cho Xuyến. Bảo thì kéo cái ghế ngồi lại sau lưng Xuyến. Xuyến cảm động cảm ơn Thắng, nhưng chưa kịp nói chuyện xứ Úc thì Trần Cung lên tiếng, Thắng kể chuyện xong đi đã chứ, chuyện đang hấp dẫn mà. Xin lỗi Xuyến, Thắng đang kể cho bọn người nghe một câu chuyện chả dính dáng gì đến Thắng.
nhưng mình cũng nên nghe cho biết. Hiên đứng cạnh Bảo lên tiếng. Chị Xuyến, chị có nhớ Thắng không? Thắng văn nghệ của lớp mình đó. Hồi đó là chuyên đệm đàn guitar cho tụi mình hát đó. Xuyến vui vẻ gật đầu. Nhớ chứ, Thắng thì tao không thể quên được. Câu nói ý nhị của Xuyến chỉ có mình Thắng hiểu. Bởi ngày ấy Thắng có viết cho Xuyến một lá thư tình thống thiết rủ Xuyến đi chơi, nhưng Xuyến từ chối. Tuy từ chối nhưng Xuyến hãnh diện đem bức thư ấy khoe với con bạn thân là Điệp ngồi bên cạnh. Điệp đọc lướt qua rồi thản nhiên bảo. Nó cũng viết cho ta một lá thư giống hệt như của mày. Vừa nói Điệp vừa lôi tờ thư trong cặp ra đưa cho Xuyến và bảo. Có thể nó đã gửi cho cả lớp rồi. Xuyến ngượng ngùng chẳng biết nói sao, chờ giờ ra chơi xé lá thư của Thắng quăng vào thùng rác. Xuyến từ khước, Điệp cũng từ khước, nhưng Thắng vẫn điềm tĩnh tiến bước, làm quen dễ dàng với những cô bạn khác, vì khả năng văn nghệ giúp Thắng lúc nào cũng nổi đình nổi đám. Tuy vậy, việc chọn ca nhạc làm bước tiến thân thì trời không chiều lòng Thắng. Thắng miệt mài lao vào đến mấy năm mà chả đi đến đâu. Tài đàn chưa tới mức, tiếng hát không có chất giọng đặc biệt. Thắng đành não nề bỏ cuộc, dù máu văn nghệ trong người lúc nào cũng sôi sục. 5 năm gần đây Thắng làm cho công ty chuyển tiền, đảm trách việc giao tiền tận nhà những người có thân nhân nước ngoài gửi về. Công việc này tuy cũng giống như chạy xe ôm, suốt ngày chịu đựng nắng gió ngoài đường làm nước da cứ đen sạm đi. Hôm nay dự tiệc họp mặt bạn bè, Thắng mới ăn diện sạch sẽ, chứ ngày thường người ta chỉ thấy Thắng mặc quần cũ, áo thun, khoác cái jacket nhiều túi để đựng tiền và giấy tờ đi giao hàng. Xuyến ngẩng lên nhìn Thắng nhắc lại cái ý của Trần Cung. Chuyện của Thắng là chuyện gì mà anh Cung bảo là hấp dẫn lắm? Thôi Thắng kể nốt đi. Thắng cười thành thật. Chuyện ở Việt Nam thì có gì mà hấp dẫn? Xuyến kể chuyện bên Úc đi. Thì cứ Thắng kể trước đi rồi tôi kể sau. Thắng uống hớp nước rồi nói. Lẽ ra tôi không được nói chuyện này vì nó vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp đấy. Nhưng mà thôi cứ nói đại đi. Miễn là tôi giấu tên người trong chuyện là được rồi. Có một cái ông Mỹ... Ông Việt Kiều ở Mỹ, ông ấy hay gửi tiền về cho cô gái ở quận 3. Mà lần nào gửi tiền, ông ấy cũng kèm theo dòng chữ gửi fax về bằng tiếng Anh là I love you. Dĩ nhiên tôi biết cô ấy là người yêu hoặc vợ bé của ông ta. Lúc đầu thì tôi cũng không có chú ý, nhưng thấy ông ta gửi tiền về thường xuyên. Mà mỗi lần là gửi nhiều lắm. Có khi một tháng một lần, có khi 2-3 tháng. Nhưng mà gửi nhiều. Tôi đến tận nhà giao tiền cho cô ấy thì thấy cô ấy còn trẻ lắm. Chỉ độ ngoài 20 thôi. Mỗi lần đến thì tôi thường thấy có chiếc Honda đàn ông dựng ngoài sân. Lần đầu tôi không có quan tâm. Nhưng vài lần thì tôi bắt đầu thắc mắc. Rồi một hôm tôi đến thì cô ấy mở cửa mời tôi vào giao tiền. Thì tôi thấy có cái thằng đàn ông trong nhà. Coi như nó công khai, nó chả sợ gì cả. Thằng đó còn trẻ lắm. Cỡ tuổi cô ta thôi. Trần Cung ngắt lời. Chuyện ấy cũng thường thôi. Ông bên Mỹ dư tiền nuôi vợ bé bên này để lâu lâu về giải trí. Còn cô vợ bé bên này thì có thể cứ sống thui thủi như thế mà chờ một năm ông về một lần hay sao? Cho nên đương nhiên là phải có kép. Nhưng mà rồi sao nữa? Thắng gật đầu kể tiếp. Anh Cung nói đúng. Nhưng em có cái điểm yếu là tự dưng em thấy tội nghiệp cái ông ở bên Mỹ. Tiền bạc bên Mỹ đâu phải là dễ kiếm mà cứ tuôn về đều đều cho con bé bên này cho nó nuôi trai. Mà mặt nó nhơn nhơn, nó dễ ghét lắm. Trần Cung lại sốt ruột chen vào. Rồi cậu làm gì? Cậu chửi con bé à? Thắng cười phân trần. Không, em chửi làm sao được. Thế là thế này, là sẵn địa chỉ của ông ấy bên Mỹ. Em lén viết lá thư gửi cho ông ấy. Xúi ông ấy lẳng lặng về kiểm tra. Em không để tên người gửi. Chỉ nói rõ là người yêu của ông đang dùng tiền của ông để nuôi trai. Chắc là ông ấy có bay về kiểm tra và phát hiện ra sự thật. Cho nên từ đó thì không thấy ông ta gửi tiền về nữa. Trần Cung lắc đầu than. Thế là công ty của cậu mất đi một khách hàng thường trực. Mọi người cùng cười. Trần Cung nói tiếp. Cậu có cái tật lo bỏ trắng răng, tự dưng lại gánh vác việc thiên hạ. Thắng cười thành thật đáp. Em cũng biết như thế, nhưng em thấy bất nhẫn quá, em bức xúc, em chịu không nổi. Nên em phải tố cáo cô ấy. Đàn ông với nhau mà anh, em đâu có thể để như thế được. Trần Cung giải thích. Tôi bảo cậu lo bỏ trắng răng là vì tôi tin chắc rằng cái ông bên Mỹ phải biết người yêu của mình bên này có kép. Và ông ấy chấp nhận như thế.
Dù ngu đến đâu ông ấy cũng phải nhìn ra một sự thật là không thể nào một cô gái còn quá trẻ và nhất là lại dư tiền dư bạc mà cứ ngồi không để chờ ông ấy một năm về một lần. Thà rằng cô ấy đói, bận lo sinh kế thì ít khi sinh tật. Nhưng mà tiền bạc rủng rỉnh thì tất nhiên người ta phải quậy. Cậu đúng là rách việc. Thắng lớn tiếng cãi. Nhưng rõ ràng sau khi em viết thư tố cáo thì ông ấy không gửi tiền về cho cô ấy nữa. Như vậy tức là em tố đúng. Phượng chen vào bênh vực chồng. Biết đâu ông ấy ngượng với Thắng, cho nên ông ấy vẫn gửi nhưng mà gửi sang công ty khác. Nghĩa là đằng nào thì công ty của Thắng cũng mất đi một khách hàng chỉ vì Thắng. Mấy người chung quanh cùng nhất trí với vợ chồng Phượng, chê Thắng vụng tính chỉ vì thương người một cách không cần thiết, gây thiệt hại cho công ty. Trần Cung lại thêm, tôi mà là giám đốc công ty tôi đuổi cậu rồi. Cả bàn cười xòa rồi quay sang bắt Xuyến kể chuyện cuộc sống bên Úc. Cứ như bình thường thì giờ phút này Xuyến phải hạnh phúc lắm. Bởi ngồi giữa một đám đông bằng hữu, ai cũng chú mục theo dõi lắng tai nghe. Xuyến muốn nói hiu nói vượn gì, họ cũng chẳng biết đúng hay sai. Vì nàng là người duy nhất từ Úc về. Nàng có cái hãnh diện ngầm của một Việt Kiều từng sống ở hải ngoại đến 10 năm. Dù sao cũng hấp thụ nếp sống văn minh hơn quê nhà. Nhưng hôm nay Xuyến ngồi đây mà lòng bối rối khôn nguôi vì cái công tác nguy hiểm đang chờ nàng vài ngày sắp tới, làm nàng mất đi rất nhiều hứng thú và tự tin. Ngay cả lúc nãy ngồi bên Bảo, nhỏ to tâm sự ý hiệp tâm đầu mà lâu lâu Xuyến vẫn đờ đẫn như người mất hồn, khiến Bảo nhiều lần ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Buổi họp mặt kéo dài đến nửa đêm mới bắt đầu lác đác có người đòi về, mặc dầu Phượng cố gắng giữ lại. Tiễn chân Xuyến ra tận lề đường, Bảo tha thiết nói, ngày mai tôi mời Xuyến đến thăm tiệm bánh của tôi, nhờ nhờ Hiên chở Xuyến đến nhé, rồi tôi mời hai người đi ăn cơm. Hiên gạt đi. Thôi đi ông, bà muốn mời chị Xuyến thì bà phải đến đón chứ. Nhà hàng mấy ngày cuối năm bận lắm, tôi đi không có được đâu. Chị Xuyến chỉ ở khách sạn đệ nhất đấy, Bảo cứ tới thẳng đó đón chị Xuyến lại tiệm của Bảo. Quay sang Xuyến Hiên thêm. Mà nè, Bảo có tặng bánh cho chị đừng có dại mà từ chối nhé. Ăn không được thì khuân hết về cho em. Bảo nhìn Xuyến dò ý, Xuyến vội nói. Thôi, Bảo về đi, có gì sáng mai liên lạc lại. Hiên vội chen vào, hỏi Bảo. Này, có số di động của chị Xuyến chưa? Xuyến gượng cười đáp thay. Không nhẽ phải nhờ mày chắc. Rồi quay sang Bảo, Xuyến lặp lại. Xuyến dậy sớm lắm, khoảng 8-9 giờ là thức rồi. Câu nói đó cũng như một lời hẹn, làm Bảo thấy lâng lâng hạnh phúc, hân hoan dã từ hai chị em. Nhưng Bảo mới đi được mấy bước, chưa ra tới sân để mở khóa xe gắn máy, thì Hiên đập tay vào vai Xuyến và nói. Sao lại phải chờ đến ngày mai? Tại sao bây giờ Bảo không đưa chị về khách sạn? Em về thẳng nhà, khỏi đi với chị. Rồi Hiên toan lên tiếng gọi Bảo, nhưng Xuyến ngăn lại và nói. Thôi, đâu có gì mà gấp thế. Tao muốn hỏi thăm mày thêm về Bảo. Mới quen có mấy tiếng đồng hồ à? Đã biết gì về người ta đâu mà mày bắt tao đi với người ta. Hiên hạ giọng nhấn mạnh. Chị cứ yên tâm đi. Đàn ông như Bảo là số một. Chị cứ đi chơi với ông ấy đi. Có gì em chịu tội. Trần Cung từ trong nhà bưng ly rượu khệnh khạng tiến ra đến bên cạnh hai người gật gù góp ý. Kể cũng lạ đấy nhỉ. Tiếng sét ái tình. Cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Hóa ra lại xảy ra ngay tại nhà tôi trước mắt mọi người. Xuyến thì tôi chưa biết rõ. Nhưng Bảo mới là trường hợp đặc biệt. Cậu ấy từ ngày mất vợ không quen ai, cứ thui thủi một mình. Buổi họp mặt hôm nay bỗng làm thay đổi hẳn cuộc đời Bảo. Như vậy thì không phải là tiếng sét ái tình, mà phải gọi là tiếng sấm mới đúng. Rõ ràng giọng Trần Cung có pha chút hơi men, nhưng ngôn ngữ xem ra rất chân tình. Như vậy là cả Hiên, Phượng và chồng Phượng đều có chung một nhận xét về Bảo. Điều này làm Xuyến vững tâm, tin rằng mình vừa quen đúng một người xứng đáng, bởi ai cũng ca ngợi. Thoáng trong giây lát, Xuyến lại chợt buồn ngay vì biết Bảo đang sai lầm, đánh giá nàng quá cao. Chẳng ai biết nàng chỉ là con đàn bà hư thân mất nết ở bên Úc, vì cờ bạc mà dối trá, vì cờ bạc mà thiếu trách nhiệm làm mẹ, và thậm chí từng bằng lòng lên phòng ngủ với gã đàn ông xa lạ là Andy, chỉ vì để đổi lấy vài trăm bạc. Vậy mà về đây ai cũng tưởng nàng cao sang lắm. Mấy ngày kế tiếp là những ngày vui chan chứa của Bảo. Đã lâu lắm anh mới thấy lòng mình rung động. Quả đúng như Trần Cung nói, Bảo có thừa điều kiện để quen bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ở quê nhà.
nhưng chả hiểu sao Bảo lại bất chợt nặng tình với một người bạn cũ, cùng tuổi đã có chồng con mà lại ở xa thăm thẳm. Có lẽ cái mốt thời thượng của các ông trong nước bây giờ là thích cặp bồ với các bà các cô Việt kiều để tìm cái mới lạ ở xứ người, vì cho rằng họ lịch sự hơn, văn minh hơn. Xuyến thấy rõ, mỗi khi gặp người quen, Bảo đều long trọng giới thiệu Xuyến là người từ nước ngoài về, làm như Việt kiều có giá trị cao hơn người ở quê nhà. Về phần Xuyến cũng mặn nồng không kém, nàng cố quên đi những ưu tư dằn vặt để chỉ nghĩ đến hiện tại, rong chơi, đầm ấm bên cạnh Bảo. Chuyện tình xảy ra chớp nhoáng, hoàn toàn ngoài dự kiến của Xuyến. Nàng về đây chỉ để lấy bạch phiến mang sang Úc, không có ý định gặp bất cứ ai. Chẳng ngờ dòng đời đưa đẩy cho nàng gặp Bảo, làm bừng dậy những cảm xúc đã lâu lắm, tưởng như chết hẳn trong lòng rồi. Bảo đưa Xuyến đi chợ hoa, thăm các gian hàng Tết, đến những tiệm ăn sang trọng, vào xem ca nhạc trong vũ trường. Bảo có chiếc xe minivan để giao hàng, nhưng đi chơi với Xuyến, Bảo chỉ dùng xe gắn máy, vì anh thấy hai người chở nhau như thế lãng mạn hơn, và nhất là tránh cảnh kẹt xe thường xuyên trong thành phố. Ăn tiêu, mua sắm bất cứ món nào, dù lớn hay nhỏ, Bảo cũng đều dành trả tiền, khiến Xuyến có lúc ngượng ngùng nói: Em ở nước ngoài về, đáng lẽ anh phải em phải bao anh chứ. Người ta nói Việt kiều luôn luôn có bổn phận phải chi tiền mà. Bảo cũng nói đùa theo: Tối hôm qua ngồi nhà Phượng, em bảo em nghèo nhất so với bạn bè cả lớp, bây giờ em đòi trả tiền thì chắc là em không nghèo. Rồi Bảo nghiêm trang thêm: Anh nói chơi vậy thôi chứ anh phải cảm ơn em đang cho anh những ngày vui. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giờ phút đặc biệt như hôm nay. Tiền bạc là chuyện nhỏ, quen em mới là chuyện lớn. Mỗi lần nghe Bảo đề cao mình, Xuyến không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng, vì tự biết mình bất xứng. Cho nên đêm ấy, từ vũ trường về, lúc Bảo biện diện chia tay Xuyến ở sân khách sạn và hẹn ngày mai gặp lại, thì Xuyến chủ động nắm tay Bảo lưỡng lự một chút rồi nói: Lên phòng đi, lên phòng với em một lát rồi hẵng về, còn sớm mà. Dĩ nhiên lúc ấy không còn sớm, vì đã gần 1 giờ sáng. Bảo chẳng biết giờ giấc nữa, anh đẩy ngay xe vào bãi đậu, khóa lại, rồi hồi hộp theo Xuyến lên lầu. Vừa vào phòng khép cửa lại, Xuyến ôm chầm lấy Bảo rồi cùng ngây ngất dìu nhau lại giường. Ái tình của lứa tuổi trên 30, nhất là cả hai đều đã có gia đình một lần, thì thường đến rất nhanh như bão táp, như muốn cướp thời gian chứ không còn mất thì giờ e lệ như thời mới lớn đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Huống chi Xuyến đã từng theo Andy, một người đàn ông xa lạ, vào buồng ngủ khách sạn của gã, chấp nhận nằm với gã để đổi lấy vài trăm bạc. Cũng may là gã không ham muốn xác thịt nên buông tha cho Xuyến, chứ thật tâm Xuyến đã sẵn sàng hiến dâng cho gã rồi. Nhưng dĩ nhiên cái cảm giác của Xuyến khi vào phòng ngủ với Andy hoàn toàn khác với nỗi xúc động của nàng khi nằm bên Bảo. Ở một đằng là mua bán, một đằng là tình yêu. Cũng chính vì tình yêu mà Xuyến đã khóc tấm tức sau lần chăn gối với Bảo, bởi sự hối hận dày vò tâm can nàng. Bảo thì không hiểu gì cả, cứ luôn miệng vỗ về và thậm chí còn xin lỗi nàng nữa. Sau mấy ngày rong chơi, Bảo đưa Xuyến lại tiệm bánh ngọt và lò bánh mì để Xuyến thấy sinh hoạt thương mại sầm uất của Bảo, rồi nhân tiện giới thiệu Xuyến với bố mẹ mình. Hai ông bà niềm nở đón tiếp Xuyến như một người khách quý từ phương xa về. Nhưng hôm sau, khi chỉ có mình Bảo, bà mẹ ưu tư hỏi con: Nghe bảo cô ấy có chồng có con rồi phải không con? Bảo thản nhiên đáp: Vâng, ly hôn đã hơn 2 năm rồi mẹ, có đứa con gái 8 tuổi. Bà mẹ thành thật khuyên: Có một đời chồng thì cũng chả sao, vì con cũng đã có một đời vợ rồi. Nhưng mà có con riêng thì mẹ bảo thật nhé, chả nên dại mà rước về, tò vò nuôi con nhện. Gánh một mình nó là vất vả lắm rồi, lại còn gánh thêm cả con nó nữa thì tội gì hả con? Bảo thấy mẹ khắt khe quá, nhưng anh chỉ cười, không muốn cãi. Bà mẹ lại thêm: Với lại con gái bên này thì thiếu gì mà phải sang tận tới bên Úc ấy. Bà Hoan đây này, bà cứ xa gần ngỏ ý với mẹ là muốn gả con Thúy cho con. Con ấy, con bé ấy này, vừa đẹp mà vừa ngoan, cô giáo cấp 2, cả trường ai cũng khen hết. Dù gì đi nữa thì con cũng là con nhà nề nếp mà Bảo. Chuyện này thì mẹ Bảo đã nói nhiều lần rồi,
và lần nào Bảo cũng vội lảng sang đề tài khác thay vì từ chối thẳng sợ mẹ buồn. Bảo nói: "Thì con cũng chỉ mới quen Xuyến có mấy hôm thôi chứ đã thích gì đâu mẹ. Bạn học cũ mà mẹ." Bà mẹ không nói gì nữa nhưng xem chừng lo âu lắm, bởi đã mấy năm nay bà chưa hề thấy con trai bà quyến luyến với ai như Xuyến. Huống chi dưới mắt bà, nhan sắc Xuyến chẳng những rất tầm thường mà Xuyến lại không còn trẻ. Nhiều khi ở tuổi này sinh nở bắt đầu khó khăn, trong khi bà đang mong đứa cháu nội. Bà đem nỗi lo của mình ra bàn với chồng để tìm đồng minh, thì ông chồng gạt đi và bảo: "Nó lớn rồi, lại đã qua một đời vợ, nó biết lo, bà không phải bận tâm." Thái độ dễ dãi của ông chồng làm bà thất vọng vừa bực bội, vì thấy rõ chồng bà thiếu trách nhiệm. Nhưng trong tiệm lúc ấy đang có khách nên bà tạm nhịn, không lớn tiếng cãi lại. Bà bảo cô người làm đang xếp lại những khay bánh ngọt trong tủ kính: "Vào lấy tao cốc nước." Bà đứng sau quầy tính tiền, hai tay chống nạnh, mắt đăm đăm nhìn ra đường, lộ rõ nét ưu tư chăn trở. Cô người làm bưng tách trà ra, đặt trước mặt mời bà uống, bà vẫn không nói gì. Một lúc sau tiệm hết khách, bà mới quay sang hỏi Bảo: "Thế nó làm ăn cái gì bên Úc?" Bảo thản nhiên đáp: "Con cũng chả hỏi, mới quen không nhẽ điều tra lý lịch người ta hay sao hả mẹ?" Dứt lời Bảo bỏ vô trong để tránh những cật vấn của mẹ mình. Dĩ nhiên Bảo hiểu tâm trạng của mẹ. Cái cơ sở kinh doanh mà Bảo cùng gia đình có được ngày hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống, mà đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ gây dựng mới đạt được tới mức thu nhập tương đối vững vàng như thế này. Miền Nam mất lúc mẹ Bảo mới 30 tuổi. Có đến gần 20 năm cơ cực, bữa no bữa đói. 6-7 tuổi, Bảo đã phải phụ mẹ xay bột gói bánh, làm gia công ở nhà. Bây giờ bước vào tuổi 60, bà mới có được những ngày thong dong không phải bận tâm đến sinh kế, nhờ lò bánh mì và tiệm bánh ngọt đông khách. Đành rằng công sức chủ yếu là do sáng kiến của Bảo, nhưng cả nhà bà đều đồng lao cộng khổ, mỗi người một tay vun đắp cho kinh tế gia đình. Cho nên bà tiếc của lắm, bà không muốn nó lọt vào tay người khác, dù chỉ một phần nhỏ. Huống chi bà lại từng nghe nói con dâu nước ngoài hỗn láo với mẹ chồng lắm, chứ không ngoan ngoãn như ở quê nhà. Hỗn với mẹ chồng đã đành, mà hỗn luôn cả với chồng nữa. Cho nên khi biết Bảo quen Xuyến, một cô gái lỡ thời ở Úc, phản ứng đầu tiên của bà là phải dè dặt, hay nói đúng hơn là bà phải chống đối. Bà cho rằng ngăn cản như thế tức là thương con. Từ dưới bếp đi lên, Bảo nhìn mẹ mỉm cười cho không khí bớt căng thẳng. "Mẹ à, con đã nói với mẹ là con mới quen cô ấy có mấy ngày, đã có ý định gì đâu mà mẹ cứ thắc mắc mãi thế." Bà mẹ chỉ chiết phân trần: "Thì mẹ lo là lo cho mày chứ lo cho ai. Thời buổi của khôn người khó, rước lầm của nợ về nhà là khổ một đời con ạ. Bố mày với tao thì già rồi, sống nay chết mai chả nói làm gì. Của cải thì có mang theo được đâu. Nhưng mà mày mới có 30 mấy tuổi đầu, không cẩn thận thì về sau hối không kịp." Giảng cho con xong, bà quay sang hỏi chồng: "Đấy, ông thấy tôi nói như vậy là chí phải không?" Ông chồng đang ngồi xem báo ngẩng lên đáp: "Vợ chồng là duyên số, muốn chọn lựa cũng chả được. Bà nhớ lại đi, thủa còn con gái, bà có ý định lấy tôi đâu. Bố mẹ bà thì chỉ mong gả bà cho bác sĩ kỹ sư. Nhưng số trời đã định, bà chỉ lấy được cái anh công chức quèn là tôi thôi. Thằng Bảo bây giờ cũng thế. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu ông trời run rủi cho nó lấy vợ bên Phi Châu thì nó sẽ phải lấy vợ Phi Châu. Tôi chả bao giờ thắc mắc. Còn nếu duyên phận đưa đẩy cho nó gặp người bên Úc cũng không sao. Tôi đang muốn sang Úc một chuyến cho biết với người ta đây." Bà vợ gắt lên: "Ôi giời, ông nói ngang như thế mà nói được. Muốn đi Úc thì cứ việc bỏ mấy nghìn đô xin thông hành mà đi chứ có gì. Việc gì phải chờ nó lấy được vợ bên Úc." Bảo chen vào để xoa dịu hai người: "Nhưng con đã có ý định lấy vợ đâu mà mẹ lo xa thế. Thôi thế này, vài hôm nữa con sẽ rủ cô ấy lại đây ăn cơm với gia đình mình nhân dịp đầu năm. Mẹ muốn hỏi gì mẹ cứ hỏi thẳng cô ấy." Bà mẹ thì không muốn Xuyến đến ăn Tết, vì làm như thế có nghĩa là hợp thức hóa cho Xuyến ra mắt cả nhà. Nhưng ông bố hân hoan nói ngay: "Phải đấy, con mời cô ấy lại đây. Tối mùng 2 mình họp mặt cả nhà. Bố đã dặn hết các em mày rồi đấy. Nhớ nghe không, tối mùng 2, dẫn hết con cái về đây tối mùng 2,
mày mời cô ấy lại đây. Câu nói cứng rắn của ông chồng làm bà cột hứng không bàn đến chuyện Xuyến và Bảo nữa, mặc dầu trong lòng bà rất ấm ức. Trưa ngày 30 Tết, Bảo đi biếu quà một vài nơi quan trọng, nhân tiện ghé khách sạn đệ nhất thăm Xuyến. Trong lúc tâm hồn chứa chan hạnh phúc, Bảo xúc động nắm tay Xuyến và nói: anh rất tiếc là em về chuyến này ít ngày quá, gặp nhau chỉ được có mấy hôm em đã đi rồi. Thôi, để anh lo giấy tờ anh sang Úc thăm em một chuyến. Xuyến tái mặt gạt đi ngay vì không muốn Bảo nhìn rõ cuộc sống thật của nàng bên Úc. Nàng phân trần: anh à, anh bận trăm công ngàn việc, rồi vừa lò bánh mì, rồi vừa tiệm bánh ngọt. Sang Úc làm gì anh? Để em về thăm anh tiện hơn. Bảo lật người nằm úp xuống và nôn nóng hỏi: thế chừng nào em mới lại về thăm anh? Nhưng mà sợ gặp nhiều quá, anh chán em thì sao? Bảo ngồi lên tựa đầu vào vách và cười: nhưng đã gặp nhiều đâu mà sợ chán. Xuyến cũng ngồi lên theo và phân trần: em đâu có ngờ là chuyến này về đây lại gặp anh. Nếu biết thì em đâu có đi ngắn như vậy, ít nhất cũng phải cả tháng. Thì đổi vé máy bay ở lại thêm. Nhưng mà em cũng phải thu xếp về, vì chuyện nhà cũng nhiều lắm. Nhờ người ta coi con bé 10 hôm. Thôi, để chuyến này em về rồi em lo liệu nhé. Bảo đổi đề tài bảo Xuyến: tối nay anh không ghé thăm em được vì phải về cúng giao thừa với gia đình. Chắc em cũng ở bên nhà Hiên chứ gì. Ngày mai mùng 1 Tết đó, thì anh phải đi chúc tuổi thiên hạ, chắc tối mới ghé thăm em được. Chiều mùng 2 thì nhà anh có bữa cơm gia đình họp mặt ăn Tết. Tất cả anh em đều về đủ mặt. Anh muốn em đến ăn cơm với gia đình anh. Xuyến phì cười: em đâu có phải là người trong gia đình đâu mà đến ăn Tết nhà gia đình. Thôi, em cảm ơn anh. Nhưng mà em thấy em có mặt thì nó không tiện. Em chỉ cần anh thu xếp gặp em ngày mùng 3 được rồi, vì ngày mùng 4 thì em về lại Úc rồi. Dĩ nhiên mùng 3 anh sẽ lại đây thật sớm, nguyên ngày đưa em đi chơi, là vì chính anh cũng muốn mua tặng em vài thứ đặc sản để em mang về Úc mà. Im lặng một chút, Xuyến hỏi lại: tối mùng 2 thì ăn Tết ở nhà anh à? Anh suy nghĩ lại đi. Em hỏi thật là em có nên đến không? Có phiền gì không, hay là cho anh hay là cho gia đình anh chẳng hạn? Hỏi câu đó tức là Xuyến đã đổi ý, muốn đến tham dự. Nàng vừa sực nghĩ ra là nàng nên có mặt để Bảo giới thiệu nàng với toàn bộ gia đình Bảo. Dù chỉ mới gặp lại, hay đúng hơn là mới quen nhau có mấy ngày, mà Bảo đã tiến những bước rất xa, đưa nàng đi thắp các cơ sở thương mại của Bảo, đưa nàng về chào cha mẹ ở lò bánh mì. Điều đó chứng tỏ Bảo rất nặng tình với nàng. Nàng thầm mơ chuyện đời suôn sẻ, mai kia Bảo lấy nàng thì nàng sẽ bỏ nước Úc, quay lại cố hương, làm chủ những thứ mà Bảo đang có sẵn. Những thứ ấy chính là ước mơ một đời của hàng triệu người Việt Nam và không dễ gì đạt được. Nếu Bảo lấy Xuyến rồi, Xuyến về lại đây, thì cuộc đời chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Nàng sẽ dã từ casino, chí thú vun đắp công việc và gia đình để trả cái ơn Bảo cứu vớt đời nàng ra khỏi cái vũng bùn của kiếp đỏ đen bên Úc. Nhưng Xuyến lại chợt nhớ ngay đến nhận xét của Trần Cung, chồng Phượng, khi nói đến cái ông lớn tuổi ở Mỹ gửi tiền về nuôi cô đào trẻ bên này. Liên hệ đến hoàn cảnh của Xuyến, nàng thấy việc nàng bỏ nước Úc về hẳn Việt Nam là không ổn. Về chơi thì nàng có cái thế mạnh của một Việt kiều, cũng giống như bao nhiêu Việt kiều khác. Nhưng về sống hẳn thì nàng sẽ thua kém tất cả những cô gái trẻ đang nhởn như đầy trên đường phố. Chỉ một thời gian ngắn, Bảo sẽ thấy nàng rất tầm thường, và lúc đó hạnh phúc khó có thể duy trì được. Thấy Xuyến có vẻ đăm chiêu khi nêu câu hỏi, Bảo mạnh dạn đáp: phiền thì anh đã không rủ em đến. Mấy năm rồi từ khi vợ anh mất, anh không quen ai. Bây giờ anh đưa em về để cả nhà đều hiểu rằng cái quan hệ tình cảm giữa anh và em là quan hệ nghiêm túc, chứ không phải là chỉ quen nhau qua đường. Xuyến cảm động chớp mắt nhìn Bảo gật đầu. Nàng nghĩ chắc trên đời này ít có chuyện tình nào xảy đến nhanh như chuyện của nàng và Bảo. Chỉ mới gặp nhau một lần, cả hai đã quấn chặt lấy nhau như hẹn hò từ tiền kiếp. Nàng tự giải thích rằng Bảo không để ý đến ai từ khi mất vợ, còn nàng cũng thế, chưa quen ai từ ngày ly dị. Hôm nay duyên nợ run rủi để hai trái tim cô đơn hòa nhịp với nhau.
Chỉ tiếc rằng nàng gặp Bảo không đúng lúc, khi đầu óc quá vướng bận vì món hàng chị Năm giao, khiến những ngày vui bên Bảo không được toàn vẹn. Nhưng không vì công việc này thì Xuyến đâu có về Việt Nam ăn Tết mà gặp lại Bảo. Không về dịp này để dự buổi họp mặt bạn bè thì muôn đời nàng và Bảo như hai nhánh sông, làm gì có cơ hội gặp nhau để chia nhau niềm rung động. Bởi vậy tất cả đều là định mệnh, đều là sự sắp đặt vượt ngoài tầm tay của cả Xuyến lẫn Bảo. Thấy Xuyến ngồi yên, Bảo nhắc thêm: mùng 2 em lại đàng anh, mùng 3 thì anh chở em đi chơi, em cần mua bất cứ thứ gì anh mua cho, vì mùng 4 em đã về lại Úc rồi. Xuyến ngồi nhích lại sát về phía Bảo và ngả đầu tựa vào vai Bảo. Nàng đặt một bàn tay lên ngực Bảo, mân mê cái nút áo và trong lòng cảm thấy chan hòa hạnh phúc vì sự ân cần của người yêu. Bảo lại thêm: anh có nói chuyện với mẹ anh về em. Mẹ anh cũng nóng lòng muốn gặp em. Anh cũng đã nói rõ với mẹ anh là em có đứa con gái 8 tuổi. Bảo vừa nói dứt câu thì điện thoại cầm tay của Xuyến đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rung lên nhẹ nhẹ. Xuyến biết chắc là Hiên gọi nàng về ăn Tết với gia đình bà dì để cùng đón giao thừa đêm nay. Hiên đã dặn đi dặn lại cả mấy lần rồi. Xuyến nhoài người lấy cái phone áp vào tai thì hóa ra không phải Hiên. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông: alo, tôi là Hiếu đây, chị Xuyến đấy phải không? Xuyến tái mặt đứng bật dậy, bàn tay tự nhiên run lên bần bật. Dù nàng vẫn đang chờ đợi điện thoại của Hiếu cả tuần nay, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận công tác chị Năm giao phó, mà giờ này nghe tiếng Hiếu gọi trong phone, nàng vẫn mất hết bình tĩnh. Nàng hồi hộp đáp: vâng, tôi đây. Chị đang ở đâu vậy? Bên cạnh chị có ai không? Xuyến đưa mắt nhìn thoáng Bảo rồi bước hẳn ra ngoài hành lang. Cũng may nàng đang mặc nguyên quần áo nên không mất thì giờ bắt Hiếu phải đợi. Nàng khép cửa phòng và nói: tôi đang ở khách sạn, không có ai hết. Anh cứ nói đi. Đầu dây bên kia, Hiếu chậm rãi dặn: bây giờ là gần 1 giờ. 3 giờ tôi gặp chị ở quảng trường công xã Paris, tức là sân nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Chị biết chỗ đó mà. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Hiếu nhấn mạnh: chỗ đó đông người lắm, không có ai để ý. Du khách khắp nơi thường đến đó. Nhưng mà chị nhớ đi một mình, đón taxi hoặc xe ôm tới. Dứt khoát chị chỉ đi một mình thôi. Tôi nhớ rồi. Tôi dặn chị cái này là tôi sẽ mặc áo thun trắng, có in cái chữ soccer ở trước ngực. Soccer là bóng đá đó, chị biết rồi. Tôi sẽ đeo cái túi đen ở sau lưng và tôi cầm cành mai tươi mới mua. Chị cứ tới đó là gặp tôi ngay. Không thấy tôi thì chị dùng di động gọi tôi, nhưng chắc chắn là chị thấy ngay. 3 giờ ngang chị. Chào chị. Hiếu tắt phone rồi, Xuyến còn đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang, đờ đẫn nhìn xuống khu sân rộng. Cả tuần nay, nhất là từ khi gặp Bảo, đã bao nhiêu lần Xuyến cảm thấy hối hận khôn tả vì chót dại lao vào công việc này. Bây giờ thì muộn quá rồi, không thể rút lui được nữa. Đằng nào thì cũng phải làm cho xong. Xuyến thở mạnh, lấy lại điềm tĩnh, đẩy cửa bước vô phòng. Bảo vẫn ngồi ở giường, ngẩng lên tò mò hỏi: ai vậy? Hiên kêu về ăn Tết phải không? Xuyến không che giấu nổi nét mặt nhợt nhạt, nàng cúi xuống đáp nhanh: bên Úc gọi qua. Nghe giọng nói thiếu bình tĩnh của Xuyến, Bảo ưu tư hỏi tiếp: có chuyện gì không? Không, công việc chỗ làm của em. Rồi Xuyến gượng cười nói tiếp: thôi, em phải chạy đi ngay bây giờ. Lại đang dì Châu vì con Hiên nó gọi từ sáng mấy lần rồi. Anh cứ lo công việc của anh đi nhé. Rảnh thì tối mai anh ghé đây như anh nói. Còn nếu mà anh bận thì mốt ghé em cũng được. Bảo cầm sâu chìa khóa biện diện đứng dậy. Anh hơi thất vọng nhưng không nói ra. Xuyến đang ngồi bên Bảo, tại sao lại giục Bảo về để đi sang nhà Hiên? Gặp Hiên thì có gì quan trọng và cấp bách đâu, gặp Bảo mới là khó chứ. Anh nén tiếng thở dài nói: mai anh sẽ ghé em, bận đến đâu anh cũng sẽ đến. Bảo tiến lại hôn lên trán Xuyến rồi đi lùi ra cửa. Bảo vừa ra khỏi, Xuyến mệt mỏi nằm vật ra giường, dang rộng hai cánh tay và nước mắt bỗng trào ra đầm đìa. Nàng nằm khóc một lúc cho vơi nỗi sầu, rồi ngồi dậy vô phòng tắm sửa soạn lại,
trước khi xuống nhà đón taxi. Xuyến vừa giận mình vừa tội nghiệp bảo, đời nàng chưa bao giờ và chắc chắn mãi mãi về sau sẽ chẳng để tái diễn một buổi chiều cuối năm thê lương như hôm nay. Chưa đến 3 giờ, Xuyến đã có mặt ở sân nhà thờ Đức Bà. Nàng đi loanh quanh nhìn ngắm thiên hạ cho qua thì giờ. Buổi chiều ngày cuối năm xem chừng ai cũng vội vã. Những chuyến xe chở hàng rong vùn vụt chạy qua. Những sạp hàng nhỏ đang thu dọn để về đón Tết. Nàng đi một vòng chung quanh ngôi giáo đường đã hiện diện oai nghiêm ở đây trên 100 năm. Lúc trở lại sân trước thì cũng vừa lúc thấy Hiếu phóng Hông Đa tới, dừng lại bên một gốc cây, tay cầm nhánh mai vàng hoa nở chi chít. Vì đã được thông báo trước về trang phục nên Xuyến nhận ra ngay. Chỉ có điều mặt mũi Hiếu không hiền lành như Xuyến tưởng tượng lúc nghe gã nói chuyện qua điện thoại. Nước da Hiếu đen sạm, đầu tóc bù xù và khuôn mặt khắc khổ như một người chạy xe ôm dầm mưa dãi nắng quanh năm. Nàng đi nhanh lại chỗ Hiếu đứng và gật đầu chào. Tôi là Xuyến. Hiếu nhìn quanh, thấy một cái băng trống xa xa sát lề đường, liền chỉ tay và nói, lại đằng kia ngồi tiện hơn. Dứt lời, Hiếu phóng xe đi ngay. Xuyến thả bộ lững thững theo sau. Nàng thấy Hiếu dựng xe ngay bên cạnh băng đá, cẩn thận khóa lại. Xuyến tới gần, thấy bên hông xe gắn máy của Hiếu treo một con gà mái khá lớn, cột ngược hai cẳng bằng sợi dây cói. Lâu lâu con gà đập cánh phành phạch và kêu lên mấy tiếng nho nhỏ. Rồi Hiếu cầm cành mai tươi ngồi xuống một đầu ghế băng chờ Xuyến. Hiếu khẽ quay đầu nhìn Xuyến rồi đứng dậy, tháo cái túi đeo lưng đặt xuống bên cạnh. Xuyến tới nơi cũng tự động ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người là cái túi ba lô của Hiếu trong đựng bạch phiến. Chờ mấy người bộ hành đi qua, Hiếu vui vẻ hỏi Xuyến. Mấy hôm nay chị đi chợ Tết có vui không? Xuyến chưa kịp đáp thì Hiếu hạ giọng, nói nhỏ. Hàng của chị ít lắm, nhẹ nhàng lắm, chưa đến một ký. Chưa đến một ký nhưng mà bạc triệu đấy, chị phải cảnh giác. Xuyến vẫn đeo kính mát to bản, không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chưa nhận hàng mà Xuyến đã run lên bần bật, mất hết cả điềm tĩnh vì có cảm tưởng hai người đang bị theo dõi. Hiếu thì thản nhiên lắm, gã bảo. Hôm nay chị về Úc, chị phải mặc quần rộng hoặc là váy đầm. Xuyến không hiểu gì, quay nhìn Hiếu ngơ ngác hỏi. Nhưng mà sao phải mặc quần rộng, bộ giấu trong quần à? Hiếu cười nhẹ rồi nhấn mạnh. Chứ còn gì nữa, giấu trong quần là an toàn nhất. Tôi nhét hàng trong ba cái quần lót và một cặp nịt vú. Tôi đã bọc ni lông, may lại rất là cẩn thận. Không ai có thể phát hiện được. Xuyến nhíu mày ngắt lời. Anh bảo sao? Giấu trong ba cái quần lót? Vừa nói, Xuyến vừa tháo kính mát bỏ vào bóp. Còn Hiếu thì làm bộ chăm chú nhìn vào cành mai, đưa tay vặt những nụ héo quăng xuống đất. Gã vẫn nhìn thẳng ra đường và nói. Đúng rồi, chị chỉ việc mặc ba cái quần lót chồng lên nhau. Mặc ba cái quần lót chồng lên nhau nhưng mà nó mỏng lắm. Rồi chị đeo cái cặp su chiêng của tôi, thế là xong. Gọn lắm, chị cứ yên chí. Tôi làm kiểu này nhiều lần rồi. Nói cho ngay thì đàn bà như chị vừa trẻ vừa đẹp ít khi mà bị xét lắm. Qua hải quan chị cứ kẹp vào sổ hộ chiếu 20 đô là cửa nào cũng lọt. Những lời dặn dò tỉ mỉ này chị Năm cũng đã từng nói với Xuyến ở bên Úc. Nhưng lúc ấy Xuyến chưa nhận hàng, chưa đi vào thực tế cho nên không thấy hồi hộp như bây giờ. Nàng hỏi lại. Nhưng mà anh bảo là anh chuyển hàng kiểu này nhiều lần lắm rồi à? Hiếu cười trấn an. Chị đâu phải là người đầu tiên, tụi này làm ăn cả chục năm rồi, mỗi năm vài chuyến, giấu cách này là chắc ăn nhất. Xuyến còn phân vân chưa biết nói gì thêm thì Hiếu lại tiếp. Bây giờ tôi giao hàng cho chị. Đang nói, Hiếu bỗng khựng lại vì một đám trẻ con 5-6 đứa vừa từ trên bậc tam cấp của nhà thờ đuổi nhau chạy lại phía Hiếu và Xuyến, miệng la oai oái. Chẳng biết chúng nó chơi trò gì mà cứ rượt nhau chạy vòng vòng quanh cái băng hai người. Hiếu bực mình toan lên tiếng đuổi thì chúng lại chạy ngược trở lại cửa nhà thờ. Hiếu lắc đầu nhìn theo rồi quay sang bảo Xuyến. Chị về đến phi trường Melbourne sẽ có người ra đón và đưa chị về chỗ giao hàng. Melbourne lúc này chắc vẫn còn mùa hè chứ gì. Tôi qua đó 2 lần rồi. Một lần vào tháng 8 đang mùa lạnh,
một lần tháng 12 gần lễ Noel. Xuyến ngạc nhiên chố mắt nhắc lại. Ờ, anh du lịch sang Úc 2 lần rồi à? Đi giao hàng cũng giống như chị chứ đâu phải đi du lịch. Xuyến thấy an tâm phần nào vì Hiếu cũng đã từng làm công việc nguy hiểm này. Nàng quay sang hỏi. Anh còn cần dặn gì tôi điều gì nữa không? Chắc chắn là anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Hiếu bỏ cành mai xuống bên cạnh, nhấc cái túi ba lô đặt lên lòng, vừa mở phẹt ma tuy vừa nghiêm trang nói. Từ nay đến bữa chị về Úc, nếu không có việc gì tối cần thì chị đừng gọi điện cho tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng không liên hệ với chị. Chị hiểu ý tôi không? Cảnh giác vẫn hơn. Xuyến gật đầu, nàng hiểu ngay là đường dây điện thoại có thể bị nghe lén, giống như trong những cuốn phim tội ác mà nàng thường coi trên đài truyền hình. Ý nghĩ ấy làm Xuyến càng lo âu hơn. Hiếu lại thêm, đề phòng vậy thôi chứ chắc chắn là không có gì đâu. Tụi này làm ăn nghiêm túc lắm. Nếu chị điện cho tôi thì cũng đừng nói gì cả. Chị cứ hẹn gặp tôi ở chỗ nào đó, mình nói chuyện trực tiếp như thế này này. Tất cả những lời cẩn trọng của Hiếu đều giống hệt những lời mà chị Năm đã nói với Xuyến bên Úc. Xuyến hỏi một câu thừa thãi. Nhưng mà đường dây của anh có ai bị bắt bao giờ chưa? Hiếu cười trấn an. Nếu có người bị bắt thì giờ này tôi đâu có ngồi đây với chị. Bị bắt thường là do nội bộ tố nhau vì ăn chia không đều. Bọn này thì không để xảy ra chuyện đó bao giờ. Lúc nào cũng sòng phẳng. Những lời động viên của Hiếu làm tăng thêm đôi chút nghị lực trong lòng Xuyến. Dĩ nhiên Xuyến không hề biết Hiếu hoàn toàn bịa đặt ra câu chuyện Hiếu đã sang Úc 2 lần để giao hàng. Gã nói thế chỉ cốt để Xuyến vững tâm hơn mà thôi. Mà Xuyến vững tâm thật, ít ra là trong lúc này, bởi nó cũng phù hợp với lời thầy bói đã nói với Xuyến hôm mới về đây. Hôm ấy, Hiên đưa Xuyến đi chợ Tết. Thấy có bà ngồi bói bài ở cổng chợ, Xuyến tạt ngay vào để nhờ bà trả lời có một câu quan trọng là chuyến đi này có gặp trở ngại gì không? Bà thầy bói coi kỹ rồi nghiêm nghị bảo Xuyến. Cô thấy không? Quẻ bài của cô đây này, toàn cơ với chuồn thôi. Chuyến này cô về, chẳng những có tiền mà lại còn có tình nữa. Xuyến thở phào hớn hở. Cảm ơn bà, tôi không cần tình, làm ăn chót lọt là tốt rồi. Hôm nay nghe Hiếu nói, Xuyến chắc là quẻ bài ấy sẽ ứng nghiệm. Hiếu nhìn quanh rồi mở ba lô lôi ra một cái gói hình chữ nhật, kích thước bằng cuốn tự điển, bọc trong giấy ngũ sắc có thắt nơ thật đẹp. Giống hệt như những hộp quà Tết bày đầy các cửa tiệm. Nếu có ai thấy, chắc chắn cũng sẽ tưởng là Hiếu tặng quà cho Xuyến, chứ không thể hình dung nổi. Trong cái gói vuông sặc sỡ ấy, chỉ có ba cái quần lót và một cặp nịt vú căng phồng như đuộn mốt. Giao hàng xong, Hiếu đứng ngay dậy, leo lên Honda và nói, năm mới chúc chị may mắn và phát tài, tôi đi đây. Dứt lời, Hiếu lao vọt đi. Xuyến đứng nhìn theo một lúc rồi ôm gói quà ra lề đường, chở taxi về khách sạn. Từ lúc nhận hàng, Xuyến cực kỳ lo âu, tim cứ đập thình thịch. Đứng chờ xe bên lề đường, nàng ôm khư khư gói quà vào người, mắt lấm lét nhìn quanh, chỉ sợ có kẻ gian giật mất hoặc công an bất chợt đến xét hỏi. Ngay cả khi ngồi trên taxi, Xuyến cũng đặt gói bạch phiến trên lòng và bàn tay phải giữ chặt lấy nó. Mãi đến khi vào hẳn trong phòng khách sạn, cài then cẩn thận, Xuyến mới tạm thở phào quăng cái gói hàng lên giường. Nàng đứng nhìn một lúc, ngẫm nghĩ rồi quyết định xé bọc giấy ra, mở gói hàng ra xem. Quả nhiên, đó là cặp su chiêng và ba cái quần lót trắng, cái nào cũng dày cộm vì gồm hai lớp vải, bạch phiến bọc ni lông nhét vào giữa và may lại. Cặp su chiêng cũng thế dày cộm như độn mút dành cho những bà ngực nhỏ. Xuyến xếp lại như cũ, nhét hết vào hộp và đứng nhìn quanh khắp phòng xem nên cất món hàng này ở đâu. Rồi nhân viên khách sạn khi vô dọn phòng có đứa táy máy ăn cắp một cái quần lót thì nguy to. Suy tính một lúc, Xuyến bỏ hết vào vali, đặt dưới đáy, xếp vài bộ quần áo lên trên rồi khóa lại và đẩy vào gầm giường. Công việc làm phải làm ngay là chạy đi mua cái váy hoặc cái quần rộng hơn cái size thường lệ của Xuyến. Chuyến này về, Xuyến chỉ mang toàn quần jean hoặc quần tây bó sát, trễ xuống gần rốn, không thể nào mặc ở bên ngoài ba lớp quần lót được. Sực nhớ ra giờ này các cửa tiệm đều đã đóng cửa để nghỉ ăn Tết, Xuyến thở dài, ngồi xuống giường và gọi cho Hiên.
Ở quán Hưng Thịnh, Hiên đang dọn dẹp để đóng cửa tiệm thì nghe phone reo. Biết Xuyến gọi, Hiên hỏi thẳng bằng giọng reo vui. Chừng nào chị về đây? Làm gì cả ngày hôm nay mà không chạy lại đây? À, nằm ôm anh Bảo từ sáng đến giờ phải không? Có cần em tới đón không? Nghe tiếng nói hớn hở của Hiên, Xuyến càng buồn cho hoàn cảnh của mình. Đời nàng chưa bao giờ gặp ngày 30 Tết chán trường như năm nay. Nàng cố làm vui trả lời Hiên. Tao mới ở chợ Sài Gòn về. Anh Bảo thì bữa nay đâu có tới đây. Ngày cuối năm mà. Anh làm gì có thì giờ. Ê, tao hỏi mày cái này này. Mày có cái váy hay cái quần nào rộng rộng hơn một tí không? Cũ cũng được cho tao mượn. Hôm nay về tao mặc ngồi máy bay cho thoải mái. Hiên cắt ngang. Quần áo cũ thì em thiếu gì. Chị muốn lấy mấy bộ cũng được. Nhưng mà thôi cứ chạy sang đây đi đã. Rồi hẵng ngay. Tưởng có anh Bảo nằm đó chứ nằm một mình mãi trong khách sạn thì chán chết. Xuyến gượng cười bảo. Ok, tao tới liền. Tuy nói thế nhưng cúp phone rồi Xuyến không đi ngay. Nàng ngồi thử lại một lúc khá lâu trong phòng. Đầu óc hoang mang, vừa chán trường vừa lo sợ. Mà không có cách nào gỡ rối đưa nàng ra khỏi nỗi bế tắc này. Cứ nghĩ đến sự ân cần của Bảo dành cho nàng mấy hôm nay, nàng tự cảm thấy xấu hổ vô cùng vì biết Bảo đang đánh giá nàng quá cao. Chẳng bao giờ Bảo ngờ rằng Xuyến chỉ là người đàn bà bệ giạc vì đỏ đen và hôm nay về đây đang liều mạng làm một việc quá nguy hiểm chỉ để đổi lấy vài chục ngàn, món tiền quá nhỏ so với thu nhập của Bảo. Xuyến không dám nghĩ nữa, uể oải đứng dậy để xuống lobby hotel. Trước khi xoay nắm cửa, Xuyến còn đưa mắt nhìn cái vali trong gầm giường một lần nữa. Rồi mới thất thểu bước ra hành lang, đi bộ lại phía cầu thang. Ba cái quần lót dày cộm kia, mặc vào người ngồi trên máy bay 8 tiếng và chờ ở phi trường khoảng 2 tiếng. Nội việc đi tiểu đã thấy bất tiện lắm rồi. Cặp nịt vú cũng vậy, ngực Xuyến bình thường đã to sẵn, bây giờ lại mặc thêm cái xu chiêng căng phồng, khó lòng che mắt được người ta. Xuyến chớp mắt đau buồn, rưng rưng như sắp khóc. Trong sân khách sạn có chiếc taxi đậu sẵn chờ khách. Xuyến đẩy cửa bước ra, nhưng chưa kịp lên xe thì phone lại reo. Xuyến tưởng Hiên giục nàng về gấp hoặc dặn thêm điều gì, nhưng hóa ra là Hiếu. Xuyến giật mình nói hello, thì Hiếu hỏi nhỏ giống như lần trước. Chị đang ở đâu vậy? Có ai bên cạnh chị không? Xuyến cũng hạ giọng đưa mắt nhìn quanh và đáp. Thì tôi đang ở hotel, chung quanh không có ai hết, anh cứ nói đi. Hiếu nhập đề bằng giọng lớn hơn. Tôi quên dặn chị cái này. Chị về lại Úc ngày mùng 4 Tết, đúng không? Vâng, thì hôm nay là 30. Ăn Tết xong rồi tôi về ngay. Hiếu nhấn mạnh.